Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn Việt Kiều, phần thứ 3 của Nguyễn Ngọc Ngạn, qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Phạm Hữu Tâm và Thu Thanh tại phòng thu riêng của Trung tâm Thúy Nga. Tóm tắt kỳ trước, ông Thành là Việt Kiều từ Mỹ về Việt Nam, yêu cô gái trẻ là Hương, dự trù gây dựng cuộc sống lâu dài với Hương tại Sài Gòn. Ông mở quán cà phê cho Hương, đồng thời hoàn tất thủ tục ly dị với vợ ở Cali để về ở hẳn tại quê nhà. Nhưng câu chuyện bước sang một khúc rẽ bất ngờ là ông khám phá ra Hương có người yêu trẻ, vẫn đến mặn nồng với Hương trong lúc ông vắng mặt. Buồn tủi quá, ông Thành lặng lẽ bỏ đi lang thang ngoài phố. Thưa quý thính giả, bây giờ Việt Kiều phần 3 bắt đầu. Sau những lời phân trần hết sức ngang ngược nhằm biện minh cho hành vi phản bội của mình và đổ hết lỗi về phía ông Thành, Cương bưng ly nước trên quầy uống cạn rồi thở mạnh. Liễu và Dung cứ tưởng Hương nói như thế là quá đủ rồi, không ngờ Hương lại quắc mắt nhìn Liễu và uất ức tiếp. Lão tưởng là lão khôn, lão thuê thằng chạy xe ôm lại đây dình tao. Nhưng mà thiên bất dung gian, ông giờ không có mắt, cho nên cái thằng đần ấy chả ai khảo mà khai, tự dưng phun ra hết cho tao nghe. Tao mới biết là lão còn đang ở khách sạn ngay tại thành phố Hồ Chí Minh này nè, mà dám nói dối tao là còn bên Mỹ. Rõ thật là cái thằng to đầu mà dại. Quán lúc ấy có khoảng hơn 10 người khách, tất cả đều nhất loạt quay lại nhìn Hương ngơ ngác, vì lần đầu tiên thấy nàng lớn tiếng lại sụt sùi khóc. Cả những cô người làm khác ở dưới bếp nghe ồn ào trên quầy cũng kéo nhau ra đứng ở góc sân nhìn qua cửa sổ và tự hỏi không hiểu tại sao hôm nay có ông Thành về, đáng lẽ Hương phải vui, thì nàng lại nổi nóng mắng Liễu và Dung ngay trước mặt khách. Điều này chưa từng xảy ra bao giờ, bởi Hương vốn tế nhị, lúc nào cũng muốn cho người ngoài thấy là mình dịu dàng và có văn hóa. Thằng Túy mon men tiến lại gần hơn, núp sau cây cột để theo dõi câu chuyện, hầu báo cáo lại cho nhóm người làm dưới bếp. Nó thấy Hương thấm nước mắt rồi tiếp tục gay gắt bảo Liễu và Dung. Này, chúng mày theo tao hay theo lão á là tùy chúng mày. Nhưng mà tao cho chúng mày biết nhé, nhà này là nhà của tao, quán này là quán của tao, tất cả đều đăng ký chủ quyền tên tao. Lão không có một tí gì cả. Lão bỏ tiền ra cho tao, nhưng mà lão ngu, bây giờ lão chỉ là cái diệt ăn theo mà thôi. Tao muốn đuổi đi lúc nào là tao đuổi nhá. Chúng mày theo lão á thì tao tống cổ ra đường. Tao tống cổ cả lão chứ không phải riêng chúng mày đâu, nghe chưa? Liễu mím môi nén giận để khỏi cãi lại luận điệu bạc bẽo vô ơn của Hương. Liễu biết chỉ vì Hương mê Tuân nên mới tàn nhẫn với ông Thành như vậy. Thoáng trong khoảnh khắc, Liễu bực mình muốn nói toạc cho Hương biết là Tuân đã nhiều lần sàm sỡ với Liễu, nghĩa là Hương đang yêu lầm một thằng khốn nạn, cũng như ông Thành đã yêu lầm Hương. Nhưng Liễu dằn lại vì thấy bất lợi. Nói ra, việc đầu tiên là Hương sẽ đuổi Liễu. Dung đứng bên Liễu, khẽ bấm vào cánh tay Liễu, rồi nhỏ nhẹ phân trần. Dạ, mợ giận thì mợ nói thế chứ chúng con có theo ai đâu. Chính mợ vẫn nói là với con là cậu đưa tiền cho mợ mua nhà, rồi mở tiệm kinh doanh trước, rồi cậu về tổ chức đám cưới và sống luôn bên này với mợ. Con nghe thế thì con cứ yên chí là cậu mợ sẽ lấy nhau. Con quý mợ thì con cũng phải quý cậu, chứ đâu có biết là mợ thay đổi, không muốn sống với cậu nữa. Liễu thở phào vì thấy lời trách móc của Dung tuy nhẹ nhàng nhưng rất thấm thía. Liễu thấy như vậy cũng đã đủ hả giận rồi, sợ Hương lại nổi nóng, Liễu vội tiếp lời Dung. Mợ lên lầu nghỉ đi, để chúng con coi quán cho. Mợ nằm nghỉ một chút cho nó khỏe. Chung quy là tại cái anh Báu, bạn anh Tuân đến đây đột xuất rồi phát ngôn linh tinh làm cậu hiểu lầm. Từ từ rồi mình giải quyết được hết mợ. Thôi mợ lên lầu mợ nằm nghỉ đi mợ nhé. Hương nguôi ngoai đứng lên, rẽ lại cầu thang, uể oải leo từng bậc như người vừa ốm dậy. Nàng đẩy cửa buồng, để nguyên quần áo lên giường nằm, suy nghĩ mông lung. Đằng nào thì chuyện vụng trộm giữa nàng và Tuân cũng phải đến hồi kết thúc.
không thể kéo dài mãi tình trạng tay ba này được. Hương xác định tư tưởng rồi vùng dậy. Nàng tiến lại góc phòng, mở cái vali của ông Thành ra. Nàng biết trong đó có những món quà quý mà ông mua cho nàng, nhưng hôm qua nàng giả vờ không bận tâm. Bây giờ là lúc nàng phải lục lọi và tịch thu hết trước khi ông Thành trở lại. Bởi vì từ giờ phút này, tình cảm giữa ông và Hương đã rẽ hẳn sang một khúc quanh mới, chỉ còn đầy những hận thù chứ không còn chút yêu thương nào nữa. Quả đúng như lời ông Thành nói, mở vali, Hương bắt gặp ngay cái ví Louis Vuitton kiểu mới rất khó tìm tại Việt Nam. Chai dầu thơm Chanel và cái đồng hồ Gucci mặt chữ nhật dây đen, thêm cặp kiếng mát phụ nữ Armani còn nguyên trong hộp. Toàn những thứ mà Hương rất say mê để có dịp phô trương với bạn bè. Khoe khoang là một trong những cái thú lớn của người dân ở xứ nghèo. Hương lật tung áo quần và mọi thứ trong cái vali khá lớn của ông Thành, nhưng chả thấy gì nữa. Mãi ở dưới đáy vali, Hương mới bắt gặp cái phong bì khá dày. Nàng hồi hộp mở ra và chóa mắt vì một sấp tiền đô toàn giấy 100. Không cần đếm, nàng cũng ước lượng được khoảng 10.000. Nàng lấy hết, cất vào tủ và khóa lại. Chỉ quăng lại mấy bộ quần áo của ông, rồi đậy nắp vali, đẩy vào góc phòng ở vị trí cũ. Quen ông Thành hơn 2 năm, lúc nào Hương cũng khôn khéo đóng kịch, tỏ ra mình chỉ nặng về tình cảm chứ không phải loại con gái tham lam vật chất. Nàng đóng kịch được bởi nàng biết ông Thành rất yêu nàng. Nàng càng hững hờ tiền bạc thì ông lại càng dốc sức cung phục. Bây giờ thì không cần phải giả dối nữa. Nói đúng ra thì không còn thời gian để diễn tuồng đạo đức. Nàng phải vơ vét để sau này khỏi hối tiếc. Hương phủi tay đứng dậy, bước lùi lại, ngồi xuống mép giường. Nàng thấy tim mình đập thình thịch và hơi thở dồn dập như đang ăn trộm. Mà đúng là nàng đang ăn trộm thật. Nàng nhìn quanh khắp căn phòng, bắt gặp cái máy chụp digital của ông Thành để trên mặt bàn phấn. Nàng lấy ngay cất vào tủ. Khóa tủ xong thì nàng lại phát hiện thêm cái đồng hồ Rolex của ông Thành ở đầu giường. Lúc nãy ông tháo ra để nằm nghỉ, rồi quên đeo khi xuống quán. Cái đồng hồ tuy cũ nhưng trị giá vẫn rất cao trên thị trường. Vì ở Việt Nam ngày nay, đôi guốc chóc sơn còn bán được, cũng chỉ cái đồng hồ hàng ngoại mang nhãn hiệu quốc tế. Nàng sẽ tặng Tuân giữ làm kỷ niệm. Nàng tự nhủ, đằng nào cũng sắp chia tay, bất cứ thứ gì của ông Thành nàng đều sẽ tóm hết, không nên bỏ lỡ cơ hội. Ông sẽ trắng tay trở về Mỹ và đừng bao giờ nghĩ đến việc đem đồng tiền ra nhử những cô gái trẻ đẹp như nàng. Nàng muốn dạy cho ông một bài học để ông phải ghi nhớ suốt cuộc đời. Xong rồi, nàng gọi phone cho Tuân để bàn tính tương lai. Nàng không hy vọng là Tuân đã mở phone vì báo gọi từ sáng đến giờ không được. Nhưng may quá, điện thoại vừa reo tiếng thứ nhất, Hương đã nghe giọng đầy hờn dỗi của Tuân. Cái gì nữa đây? Hương thở phào dịu dàng nói. Anh hả? Anh đang ở đâu? Em cần gặp anh ngay, có việc khẩn trương lắm. Tuân vẫn chưa nguôi giận vì sáng nay Hương đã mắng gã thậm tệ về tội tự ý mò đến quán cung đàn. Gã lạnh nhạt đáp. Ở nhà chứ ở đâu? Hương hồi hộp bảo. Thế anh ở nhà chờ em nhé. Em chạy qua liền bây giờ đây nha. Nhớ chờ nha, đừng có đi đâu nha. Tuân giả vờ ghen. Em gặp anh làm cái gì nữa? Em có lão già bên cạnh rồi còn gặp anh làm gì nữa? Thôi, đừng có phát ngôn linh tinh nữa mà. Em sang ngay bây giờ, em đi đây này. Hương cúp phone, khép cửa buồng ngủ và bước nhanh xuống quán. Liễu đang ngồi trong quầy, đứng dậy nhường ghế, khẽ ngước lên nhìn mặt Hương dò xét. Dung đã vào bếp từ lâu và đang sôi nổi bàn tán với đám người làm trong đó về tương lai những ngày sắp tới ở quán cung đàn. Nó nhìn quanh và thấy ánh mắt đứa nào cũng lộ ra nét ngậm ngùi, thương cho ông Thành bị phản bội. Dung nhắc mọi người. Nhớ nhá, trong bụng mình nghĩ cái gì không cần biết, nhưng mà ngoài mặt chớ có tỏ cái thái độ là ủng hộ cậu Thành nhá. Mợ vừa cảnh cáo rồi đấy, mợ bảo đứa nào mà theo phe cậu là mợ tống cổ đi ngay.
Nay mai có thể mình sẽ không còn gặp cậu Thành nữa. Thằng Tý tuy ít nói, nhưng hễ mở miệng ra là phân tích như một ông cụ non. Nó bảo mọi người, chưa chắc đã có thay đổi. Cậu Thành từ Mỹ về đây cặp với mợ, cứ coi như mợ là vợ bé. Chắc chắn cậu cũng phải biết là mợ còn trẻ, chả nhẽ lại ăn đời ở kiếp với cậu hay sao? Cậu về Mỹ với vợ lớn thì mợ ở bên này cũng phải có người yêu chứ. Chuyện ấy có gì đâu mà cậu buồn, cậu biết trước mà. Cậu đâu phải là người ngu, cậu buồn chút xíu thôi rồi chắc cũng thôi. Cả bọn im lặng suy nghĩ về lời phát biểu của Túy, không đồng ý cũng chẳng phản đối. Rồi tất cả lại liên hệ đến thân phận của mình và nhận ra trên đời này ít ai có số sung sướng như Hương. Trong quầy, Hương đeo mắt kính đen, xách bóp Chanel, cầm sâu chìa khóa và lạnh lùng bảo Liễu, mày nắm quán cho tao nhé, tao phải chạy đi có tí việc. Liễu dè dặt hỏi, mợ đi rồi nhỡ cậu về thì sao ạ? Hương gắt nhẹ, về thì kệ lão, hỏi vớ vẩn. Từ dưới bếp, con Dung thấy Hương, vội bỏ dở câu chuyện chạy lên. Liễu quay sang bảo Dung, Dắt xe ra cho mợ lẹ lên. Dung lấm lét nhìn Hương, rồi tò mò hỏi, Mợ đi đâu bây giờ hả mợ? Mợ đi rồi cậu về thì sao ạ? Dung không biết là Liễu vừa hỏi câu đó, nên nó lặp lại, và Hương lại được dịp gắt, chúng mày hay nhỉ? Tao nói lão về thì kệ lão, sao cứ thắc mắc là như thế nào? Nhưng mà nghe tao dặn đây này, nếu mà lão về lấy hành lý rồi bỏ đi á, thì tao cấm, không đứa nào được níu kéo lão ở lại. Cứ để cho lão đi cho khuất mắt, nghe chưa? Liễu thấy bất nhẫn quá, muốn gào lên chửi thẳng vào cái mặt tráo trở của Hương, nhưng đành ngồi im nuốt giận. Ngược lại, Hương cũng bực bội không kém, vì rõ ràng cả Dung lẫn Liễu đều tỏ ra xót thương đối với ông Thành. Ăn cây nào rào cây nấy, chúng nó ở với Hương, sống nhờ Hương, mà tại sao lại cứ nặng lòng với kẻ thù của Hương? Dung quay xuống bếp dắt xe ra sân cho Hương. Hương lặng lặng leo lên, bật máy và dặn một câu thủ tục, ở nhà rồi trông nom cửa hàng cho cẩn thận, đừng có xúm nhau dưới bếp mà nói chuyện. Chúng mày cứ có cái thói vắng chủ nhà là gà mọc đuôi tôm à. Khách mà than phiền thì chết với tao. Dung ưu tư hỏi, mà đột xuất cậu về, mợ có muốn con hay là chị Liễu gọi di động cho mợ không? Hương gạt đi, Không việc gì phải gọi. Lão có số phone của tao, cần thì lão gọi, không khiến chúng mày. Nhưng mà tao không muốn gặp lão nữa, cứ để cho lão về lấy hành lý rồi đi luôn đi, đằng nào cũng phải giải quyết một lần cho xong. Dứt lời, Hương rú ga lao ra đường, giữa dòng xe cộ nườm nượp giờ tan sở. Sợ phố chiều kẹt xe, Hương rẽ vào một con hẻm, đi quanh co theo những lối tắt qua khu dân cư lao động. Từ quán cung đàn đến nhà Tuân chỉ mất chừng hơn 20 phút. Nhà Tuân nằm trong khu chung cư mới cất. Đó là một căn hộ gọn ghẽ mà bố Tuân vận động sở quản lý nhà đất cho đăng ký mua từ lúc mới khởi công xây dựng. Ông mua để đầu tư chứ không phải để ở. Tạm thời ông cho Tuân trú ngụ, chờ lên giá cao thì bán lại. Lúc Hương đến, cánh cửa hé mở, Tuân đang ngồi uống bia hút thuốc ở salon. Đồ đạc trong nhà rất sơ sài, chỉ có mỗi cái tủ lạnh, bộ salon cũ và cái quạt máy. Thậm chí đến cái giường ngủ cũng không sắm, vì Tuân ngại lúc bán nhà phải dọn dẹp mất thì giờ. Bởi thế trên cái sofa của Tuân lúc nào cũng sẵn sàng cả gối lẫn chăn, vừa làm ghế vừa làm giường. Đã có lần Tuân đòi Hương mua cho gã cái tivi màn ảnh lớn, thêm cái đầu máy video hoặc DVD để gã xem phim Hàn Quốc, nhưng Hương nguyết gã và mắng, ảnh cứ cái thói ném tiền qua cửa sổ. Xem phim Hàn Quốc thì xem ở bên em cũng được rồi, việc gì phải sắm thêm máy móc cho tốn tiền. Rồi mai kia bố anh lấy lại nhà bán cho người ta, anh khuân những thứ đó đi đâu? Tuân đành ngồi im. Thằng đàn ông ngửa tay xin tiền đàn bà, dù sao cũng ở vào thế yếu. Đã vậy, đôi khi Hương lại nặng lời quá đáng đối với Tuân. Có lẽ do thói quen hách dịch ở quán cung đàn, nên lắm lúc không khỏi làm Tuân tủi thân, chẳng hạn như sáng nay. Hương tắt máy, dựng Honda trước sân bên cạnh xe của Tuân và đi thẳng vào. Tuân chỉ khẽ ngẩng lên, mặt vẫn đang hầm hầm, để cho Hương biết gã còn ấm ức. Hương quăng sâu chìa khóa trên bàn,
xả xuống bên cạnh Tuân và giằng lấy chai bia gã đang uống dở, đưa lên miệng tu một hớp lớn. Khá lâu Tuân mới lạnh nhạt hỏi: Lão Thành đâu mà em sang đây? Vương đặt chai bia và nhập đề: Đừng có buồn nữa, em sang gặp anh. Mình nói chuyện nghiêm túc đây nè. Báo cho anh biết nhé, là lộ rồi, lộ hết rồi, giấu lão không có được nữa đâu. Tuân thản nhiên cười khẩy và nói: Thì cũng đến lúc phải tống cổ lão đi chứ đâu có thể để mãi như thế này được. Anh nói thật, mỗi lần lão về anh cứ nghĩ đến những lúc mà lão nằm ôm em, anh thấy đau nhói ở trong lòng như đứt từng khúc ruột. Đêm đêm không tài nào anh ngủ. Thôi giải quyết một lần cho nó xong đi. Anh mà cũng biết ghen nữa à? Nhưng mà này, em mà không nằm với lão thì lấy tiền đâu cho anh tiêu? Em mà không ôm lão thì làm gì mà có nhà, có cửa, có quán giải khát để kinh doanh? Lương của anh hả, cộng lại phụ cấp không đủ tiêu một tuần lễ. Tuân ngượng nghịu đáp: Anh đâu có trách em, nhưng như thế cũng đủ rồi. Đuổi lão đi là vừa, nuối tiếc làm chi nữa. Đuổi lão đi rồi anh sang ở hẳn bên ấy với em. Dù thế nào đi nữa thì công việc kinh doanh cũng cần phải có người đàn ông trong nhà. Một mình em quản lý sao cho xuể. Nhìn ra ngoài sân, thấy lũ trẻ con bu quanh gánh trẻ hàng rong, Khương vội đứng dậy, bước ra khép hẳn cửa lại, rồi quay vào ngồi xuống chỗ cũ và chép miệng than. Kể ra thì cũng hơi tiếc. Lão thì lão đang tiến hành thủ tục ly hôn với vợ ở bên Mỹ. Lão hứa là ly dị xong thì tài sản chia hai. Lão sẽ ôm về cho em ít lắm là hơn 100.000 đô. Mà 100.000 đô to lắm chứ đâu phải ít đâu anh. Lão nói là chỉ độ 1-2 tháng nữa là xong việc à. Tuân đang ngửa đầu ra thành ghế, lim dim nhả khói lên trần. Nghe nhắc đến số tiền khổng lồ, tính ra là bạc tỷ tiền Việt Nam, gã giật mình ngồi thẳng lên và quay sang chố mắt hỏi Hương: Thế sao không chịu khó chờ 1-2 tháng nữa, lấy nốt món tiền ấy rồi hẵng tống cổ lão đi? Nói thế thì nói làm cái gì nữa. Em cũng tính như thế đó. Cho nên hôm qua lão về đột xuất, em phải điện cho anh ngay, dặn đi dặn lại là anh đừng có bén mảng đến quán nữa. Nhưng mà sáng nay lúc anh đến lão đâu có mặt ở đấy. Nói chung thì lão có biết anh là ai đâu. Hay là cái Liễu với cái Dung nó ton hót với lão rồi? Không, đứa nào mà dám ton hót. Chung quy là chỉ tại cái ông báu bạn của anh mà ra. Tuân chố mắt kêu lên: Thằng báu đến đấy rồi, nó đến quán thì đã sao? Hay là... Thế mới khổ chứ lị. Chả là thế này nhá, quá trưa đó, em với lão đi ăn phở về thì em lên gác, lão ngồi dưới quầy á. Anh báu đến tìm anh vì là gọi điện mãi mà không được. Anh báu thì anh còn lạ gì nữa, ruột để ngoài da, mồm lúc nào cũng oang oang như cái thùng vỡ. Anh báu không biết lão Thành là ai, cho nên vào gặp thằng lão để hỏi thăm anh. Thế mới chết chứ. Còn đòi xông lên cả gác vì tưởng là anh nằm trên đó nữa. Thế là bao nhiêu bí mật của anh với em coi như lộ hết. Tuân ngồi từ một chút rồi than: Cái thằng phải dõi chỉ được cái nhanh nhảu đoạn, làm hỏng hết kế hoạch của em. Nhưng xét ra thì cũng là lỗi ở anh, vì anh không nói trước với nó về lão Thành. Chắc là nó lấy thấy lão già cho nên là lại tưởng là bố em ở Lâm Đồng vào chứ gì. Cái Dùng nó kể như thế này này. Anh báo hỏi lão: Hương có nhà không bác? Thế có chết em không có chứ lại? Tuân ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: Thế bây giờ lão đang ở đâu? Đằng nào cũng lỡ rồi, em tính làm sao? Ôi trời ơi, thì bây giờ lão thì lão bỏ đi đâu á, chả biết nữa. Vừa nghe anh báo hỏi thăm anh thì lão phát hiện là anh là người yêu của em. Lão thất thểu đi ngay. Nhưng mà em nghĩ là lão sẽ phải quay lại lấy hành lý và giấy tờ, còn để nguyên ở quán cả. Có khả năng là tối nay lão sẽ quay lại. Thành ra em mới sang bàn với anh thêm là mình xử lý như thế nào. Tuân đứng dậy tiến lại cửa sổ trông ra mảnh sân sau. Tự dưng gã buột miệng than: Tiếc nhỉ, mất 10 vạn đô la Mỹ. Hương tiến lại sau lưng Tuân và tặc lưỡi: Trời ơi, tiếc gì, thì em lấy của lão như thế cũng nhiều quá rồi anh. Lão mua nhà này, rồi mở quán giải khát này, rồi sắm bao nhiêu đồ đạc, rồi xe Honda, rồi còn bao nhiêu tiền lão đưa cho em tiêu suốt cả 2 năm nay.
núi của chứ không phải là ít đâu. May mà cả nhà cả quán đều đứng tên một mình em, chứ không thì cũng khó lòng mà tống lão đi được. Tuân châm điếu thuốc mới, đăm chiêu bảo: Này, chửa vị tất đã giản đơn như em nghĩ. Một đống của lão quăng ra, dễ gì lão chịu bỏ cuộc ngay. Hương trợn mắt ngắt lời: Ơ hay, thế đã bảo là cả quán lẫn cái nhà đều đứng tên một mình em mà, lão làm gì được em? Tuân bước chậm lại, ngồi xuống ghế, ra vẻ hiểu biết, tỉ mỉ giảng: Vẫn biết thế, nhưng lão vẫn có thể thuê luật sư đưa ra tòa nhờ phân xử. Anh có đọc báo pháp luật, thấy có nhiều trường hợp giống như em và lão. Kiện cáo nhì nhằng cả năm giời chưa giải quyết xong. Là vì thế này, lão chỉ cần đưa ra một số nhân chứng và các chứng cớ chứng minh hai điều. Thứ nhất là một mình em không đủ khả năng mua nhà mua quán. Thứ hai là lúc đi mua nhà, cả em và lão cùng đến gặp chủ nhà và cùng trả giá, cùng đặt tiền. Rồi mỗi lần từ Mỹ về, lão đều đến đây ở chung với em. Vì chính em có đăng ký tạm trú cho lão tại quán cà phê Cung Đàn cơ mà. Như vậy, tòa có thể bắt em phải giả lại cho lão một nửa trị giá tài sản hiện nay. Nhân chứng thì có thể là chủ cũ của căn nhà lão mua cho em, có thể là tổ trưởng tổ dân phố, cũng có thể là đám người làm của em, chẳng hạn như là cái Dung cái Liễu chẳng hạn. Điều này thì Tuân nói thật. Từ ngày bố Tuân bị điều tra, hai cha con thường xuyên theo dõi tờ pháp luật, nên Tuân cũng thu thập thêm được một chút kiến thức và bây giờ phun ra cho Hương nghe. Quả nhiên Hương thấy lo âu. Tuy vậy, nàng vẫn nói cứng: Nhưng mà cái Dùng với cái Liễu thì bố bảo chả dám đứng về phía lão Thành. Em đuổi cổ đi ngay lập tức á. Tuân điềm tĩnh giảng: Một khi chúng nó đã dám đứng ra bênh vực lão Thành thì chả cần em phải đuổi. Chúng nó sẽ nghỉ việc trước, chứ dại gì mà ngồi đấy chờ em đuổi à. Lão Thành sẽ móc ngặc với chúng nó, mua chuộc chúng nó. Em giả chúng nó đồng lương chết đói mà, lão Thành chỉ cần quăng ra mỗi đứa vài triệu là chúng nó chạy theo ngay. Huống chi hàng ngày giúp việc cho em, bị em chửi mắng, đã chắc gì chúng nó không thù em. Mà chỉ cần mua chuộc chúng nó không thôi thì nói làm gì. Lão Thành có thể móc ngoặc thẳng chánh án, chứ có khó gì đâu. Người ta bảo là vô phúc đáo tụng đình. Nói chung thì kiện cáo bao giờ cũng tốn tiền và mất thì giờ lắm. Hương ngồi thử một lúc rồi ngẩng lên hỏi: Thế bây giờ anh có cái phương án gì giải quyết vụ này không anh? Tuân gật đầu đáp: Anh đang tính đây, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Công an trên quận thì anh quen, thiếu tá Chu trưởng phòng hình sự là nhân viên cũ của bố. Đường cùng thì chắc cũng phải nhờ đến anh. Anh nói một tiếng thì thế nào anh nghe. Hả? Thế mà nhờ anh Chu làm cái gì? Bắt lão Thành à? Lão đâu có tội gì đâu mà bắt. Tuân hãnh diện phân trần: Bắt lão làm cái gì? Mình dọa thôi. Gửi giấy mời đàng hoàng, gọi lão lên quận làm việc. Chỉ cần thẩm vấn vài lần, hỏi vu vơ vài câu về chính trị hay là buôn lậu Bạch Tiến, Á Phiện, là lão sợ chuồn đi ngay. Việt Kiều đứa nào chả quý mạng mình, hễ nói công an điều tra là đái ra quần, bỏ của chạy người. Bố bảo chả dám quay về Việt Nam nữa. Hương chố mắt nhìn người tình cảm phục. Nàng thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy hai vai Tuân và bảo: Thế thì anh tiến hành ngay đi, đừng có chần chờ gì cả. Anh lên quận gặp ông Chu, cần bao nhiêu tiền bồi dưỡng cứ cho em biết nhé. Tuân im lặng gật đầu. Gã biết trước trong vụ này chính gã sẽ moi được một món bở từ tay Hương. Sợ Tuân còn lưỡng lự, Hương động viên thêm: Anh à, tống được lão đi rồi đó thì anh ra ở hẳn ngoài ấy với em, cùng trông nom quán hộ em. Sang năm mình tiến hành tổ chức đám cưới. Quên nữa, em chưa kể cho anh nghe chuyện này buồn cười lắm. Cái năm ngoái á, dạo mới mở quán, em đi xem bói mình Phú Nhuận. Ông thầy cả quyết với em là 2 năm nữa, bước vào tam hợp tuổi của em thì sẽ có hỷ sự, tức là sẽ có đám cưới lớn. Lúc ấy thì em cứ tưởng là đám cưới với cái lão Thành già này, hóa ra là đám cưới với anh. Thế mới biết là thầy bói giỏi thật anh nhỉ.
Tuân chỉ khẽ gật đầu nhưng không nói. Nét mặt gã vẫn bình thản, chẳng lộ một chút háo hức nào trước đề nghị hấp dẫn của Hương. Đó là điều bí mật thầm kín nhất trong tim Tuân mà Hương không hiểu nổi. Thực lòng gã không muốn lấy Hương làm vợ. Từ thuở mới lớn, Tuân vẫn tự cho mình là một công tử hạ thành. Tuy không học hành đến nơi đến chốn, nhưng xuất thân từ một gia thế lớn, cưới vợ phải môn đăng hộ đối, chứ lẽ nào lại lấy vợ thừa của lão già Việt Kiều. Tuân cần tiền thật, nhưng trước sau chỉ coi Hương là một thứ nhân tình bỏ tiền ra chu cấp cho gã, chứ không phải lại đoàn bà để Tuân ăn đời ở kiếp. Chính bố Tuân cũng cực lực phản đối, vì ông đánh giá Hương chỉ là loại gái bao, đem thân xác làm mồi nhử kiếm tiền. Ông đã nhắm cho Tuân một đối tượng khác, con một đồng chí đang là giám đốc kiêm bí thư một công ty hợp doanh rất lớn. Với kinh nghiệm một đời của ông trong chế độ xã hội chủ nghĩa, thì con đường tiến thân thanh thang nhất không phải là bằng cấp chuyên môn hay khả năng lỗi lạc, mà là một chỗ đứng vững vàng trong đảng. Tuân sẽ phải đi theo con đường ấy. Hương hoàn toàn không biết thâm ý của Tuân, lại càng không nắm vững được ý đồ của bố Tuân, nên cứ vênh váo thông báo cho Tuân biết sang năm sẽ tiến hành tổ chức đám cưới, coi như ban một ân huệ cho Tuân. Nàng chủ quan cho rằng mình đang ở thế mạnh vì cả năm nay ban tiền bạc cho Tuân. Có ngờ đâu Tuân chỉ yêu tiền chứ không yêu Hương. Nghĩ đến ông Thành, Hương bảo Tuân: Anh à, anh có lên quận gặp anh Chu đó thì nhớ cho em đi với. Hay là thế này, anh gọi điện mời anh ấy xuống quán mình uống cà phê rồi ngồi nói chuyện tiện hơn. Phương án của anh hay lắm. Em thì em chỉ muốn lão Thành thật đi luôn, đừng bao giờ bén mảng tới quán quấy rầy em nữa anh à. Tuân vẫn ngồi gác hai chân lên bàn, tay cầm chai bia, mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ và đáp: Em muốn sao cũng được, để mai anh gọi anh Chu xem ý anh ấy thế nào. Hương lại nhắc: Nghe ông Báu bảo là bố anh tìm anh từ sáng tới giờ đó, chả biết là có việc gì không, anh đã liên lạc về chưa? Tuân gật đầu đáp: Thì anh mới nói chuyện xong thì em sang. Tưởng chuyện gì, hóa ra là có người hỏi mua căn nhà này, căn nhà anh đang ở này này. Ông cụ bảo anh dọn dẹp để họ đến xem. Có thế thôi mà cuông cả lên. Trời ơi, như thế thì đúng quá, là đúng là rời xếp đặt rồi anh à. Bán căn nhà này đi, rồi anh sang dọn sang ở với hẳn với em nhé. Tuân chỉ khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Bỏ căn nhà này, gã tiếc lắm. Đây là cái giang sơn một cõi đi về hoàn toàn tự do của gã. Biết bao nhiêu kỷ niệm ân tình đã từng diễn ra. Hương thì ít khi đến đây, vì nàng phải bám cái ngăn kéo tiền ở quán. Biết thế nên Tuân thường đưa những cô gái khác lại vui chơi, có khi ngủ qua đêm, nhất là những ngày có ông Thành ở bên Hương. Đang thoải mái như thế thì tội gì mà dọn vào ở chung với Hương. Đang ngồi song song bên nhau trên sofa, Hương bỗng xoay người nằm ngửa ra, khoan khoái duỗi thẳng hai chân, kê đầu trên đùi Tuân và nhắm mắt lại. Chuyện tình 2 năm giữa nàng và ông Thành kết thúc như vậy cũng gọn. Nếu theo đúng kế hoạch của Tuân thì ông Thành sẽ phải lặng lẽ rút lui về Mỹ, không dám quấy rầy nàng nữa, để trả lại ngày tháng tự do cho nàng và Tuân. Giả như ông có còn luyến tiếc thú ăn chơi ở Việt Nam mà tiếp tục mò về, thì ông cũng phải tìm những nơi khác, chứ không dám lai vãng đến quán cung đàn của Hương nữa. Nàng thầm phục Tuân đã nhanh trí, ứng xử bén nhạy trong vụ này. Nàng càng hài lòng hơn vì vừa tịch thu nốt của ông Thành được 10.000 đô tiền mặt trong đáy vali và vài món đồ quý, coi như vơ vét chuyến cuối cùng cạn tàu giáo máng, uống nước không chừa cặn. Nàng âu yếm bảo Tuân: Anh lo xong việc đi, rồi em sẽ thưởng cho anh cái đồng hồ Rolex với lại cái máy ảnh digital kiểu mới. Nàng tưởng hai món quà vĩ đại ấy phải làm Tuân hét lên vì sung sướng. Nhưng Tuân điềm tĩnh nhòi người dụi tắt điếu thuốc mới hút được một nửa, rồi đặt tay trên ngực Hương, hững hờ xoa nhẹ nhẹ bên ngoài lớp áo mỏng. Hương xúc động chờ đợi Tuân cởi áo nàng để bắt đầu một màn ân ái theo thói quen cổ vật của Tuân. Nhưng Tuân vẫn ngồi yên, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ.
mới mấy phút trước đã đưa ra phương án nhờ công an giả vờ thẩm vấn ông Thành để ông sợ mà bỏ về Mỹ, trả lại sự tự do cho gã và Hương chiếm trọn quán cà phê Cung Đàn. Nhưng bây giờ gã đổi ý, chưa muốn buông rơi ông Thành ngay. Gã ưu tư bảo Hương: "Em ạ, em bảo chuyện của mình lộ là lộ thế nào? Lão có bắt được quả tang anh đang ở trong buồng với em đâu mà bảo là lộ. Thậm chí cho đến giờ phút này, lão và anh còn chưa biết mặt nhau cơ mà. Hay là em dại dột thú nhận hết với lão rồi?" Hương mở mắt, từ từ ngồi lên và tỉ mỉ kể: "Như vậy đây này, em có gặp lão đâu mà thú với lại không thú. Đầu đuôi là như thế này này. Sáng nay á, em với lão đi ăn phở, cái đó anh biết rồi. À mà em hỏi anh này, tự dưng sáng nay anh đến quán này làm cái gì? Anh đã biết là lão về rồi anh còn tìm em làm chi nữa? Nhỡ gặp lão rồi có phải là lôi thôi không?" Thì thú thật là tại anh tò mò muốn nom mặt lão xem nó thế nào. Thì cũng tại em đấy, em cứ bảo lão ngu, cho nên anh muốn nhìn tận mắt xem mặt lão ngu đến cái mức nào. Nhưng mà thôi, đằng nào thì chuyện cũng đã xong rồi. Hương gật đầu nhắc lại những chi tiết cũ. "Vâng thì bây giờ còn nói làm cái gì nữa. Để em kể tiếp đây này. Lúc đưa lão ở hiệu phở về á, em để lão ngồi quầy, rồi em lên gác em tắm rồi thay quần áo. Em ở trên gác cũng hơi lâu, độ chắc là hơn nửa giờ á. Thì cái lúc xuống quán thì chả thấy lão đi đâu hết á. Hỏi ra là mới biết là lão bỏ lão đi rồi. Cái Dung với cái Liễu thì nó nói với em là lão bỏ đi vì lão phát hiện ra là em có người yêu là anh. Em mới hỏi lại là chúng nó làm sao biết. Thì chúng nó bảo là tại ông Báu tới tìm anh. Ông Báu thì không biết lão là ai, cứ oang oang giục chúng nó lên buồng xem là anh có nằm trên đó hay không. Thế mới lộ chứ." Tuân nhìn Hương khẽ lắc đầu rồi cố níu kéo: "Ôi, tưởng thế nào chứ nếu mà chỉ có như em vừa kể thì lão, tức là lão chỉ mây nghi thôi, chứ đã có gì rõ ràng đâu. Em vẫn bảo với mọi người rằng anh là anh họ của em, ở ngoài Hà Tây vào đây công tác. Anh em thì đến thăm nhau là chuyện thường, nhất là họ hàng trong này chả có ai, có mình anh với em. Thằng Báo hỏi anh có trên gác không? Hỏi thế thì đâu có khẳng định được anh là người yêu của em. Em nghĩ lại mà xem, có phải không nào? Anh là anh họ của em, đến thăm em thì lên gác nói chuyện với em, mà thậm chí có ngủ trưa mà nhờ một tí thì đã sao?" Hương mở to mắt, quay nhìn Tuân rồi cúi xuống nén tiếng thở dài. Nàng hết sức thất vọng vì nàng cứ đinh ninh rằng việc nàng dứt khoát để ông Thành ra đi rồi đón Tuân lại quán Cung Đàn chung sống công khai với nàng phải là một bản tin vui cực lớn đối với Tuân, vì Tuân được cả tình lẫn tiền. Hóa ra Tuân không háo hức như nàng dự kiến. Thế nghĩa là làm sao? Chả nhẽ Tuân vẫn muốn nàng nối lại quan hệ với ông Thành để kéo dài mãi mối tình tay ba này hay sao? Như vậy thì rõ ràng Tuân đâu thật sự yêu nàng. Hương bực bội cầm bóp, toan đứng dậy ra về thì Tuân lại hỏi: Em có phải về năm quán không? Việc gì phải về? Cả đống người ở quán thì em về làm cái gì? Nhưng mà nói chuyện với anh thì chán bỏ mẹ đi. Chả hiểu đầu óc anh để đâu. Dứt lời, Hương hầm hầm đứng lên. Nhưng Tuân níu lấy cánh tay nàng, kéo nàng ngồi xuống chỗ cũ và tha thiết giảng: "Em ạ, em chưa nắm được ý anh. Ngồi đây với anh một tí đã, anh đang nói dở câu chuyện. Em tống cổ lão Thành đi để chỉ còn mình anh với em thoải mái bên nhau. Thì tất nhiên là anh mừng hơn là trúng số độc đắc rồi còn gì nữa. Anh nói thật, từ ngày yêu em, cứ mỗi lần nghĩ đến lão Thành nằm ôm em là anh thấy ruột gan như thắt lại. Nay em đuổi lão đi thì còn nỗi vui nào to lớn hơn. Nhưng em vừa bảo là lão đang tiến hành thủ tục ly dị Mỹ và sẽ ôm về đây cho em 100.000 đô. Hương chưa nguôi giận, lớn tiếng ngắt lời: "Thì đúng là như thế. Nhưng bây giờ lão đã biết quan hệ tình cảm giữa em với anh thì còn bàn đến việc ấy làm cái gì nữa. Với lại 2 năm nay nè, em lấy của lão không biết bao nhiêu tiền rồi. Mà cả anh nữa, anh tiêu của lão không biết bao nhiêu. Chưa đủ hay sao mà còn luyến đến tiếc nữa." Tuân xoay hẳn người lại, hai tay gã nắm chặt bàn tay Hương, giọng gã càng chỉ chiết hơn: "Em ạ, anh có tiếc cho anh đâu.
Nhưng em thử nghĩ lại xem, 100.000 đô với lão thì có thể là không to lắm, nhưng Huân về bên này thì là cả một cái tài sản cực lớn, bạc tỷ chứ có phải ít đâu. Đừng nói đến tuyệt đại đa số nhân dân lao động ngày không chạy nổi hai bữa cơm, mà ngay cả những người có ngành nghề hẳn hoi, công nhân viên biên chế nhà nước, rồi cán bộ cao cấp như bố anh, cũng như là những tay kinh doanh ngược xuôi năng nổ, chưa vị tất, cả đời đã để dành dụm và có nổi món tiền lớn như thế. Thế thì tại sao em có điều kiện lấy được món tiền ấy mà em lại bỏ qua? Hương hiểu ra, gật đầu, giọng nàng trở lại bình thường. Thì anh nói thì cũng đúng, nhưng mà tại cái ông báu bạc anh nó làm nhỡ hết cả rồi. Thôi thì đành chịu chứ biết làm sao bây giờ. Em còn tiếc hơn cả anh. Tuân thở phào mừng rỡ. Từ ngày ông bố có vấn đề, Tuân phải ra Hà Nội chạy trọt vất vả. Qua bao nhiêu cửa quan, ông bố mới tạm thoát nạn. Cũng nhờ vậy, Tuân dần dần trở nên thực tế, bớt phóng đãng hơn xưa rất nhiều. Bớt là bởi vì do kinh nghiệm ấy, Tuân mới thấy tiền là cực kỳ quan trọng trong cái xã hội đầy bất ổn này. Không có tiền, bố Tuân có thể đã vào nằm chơi xơi nước dài hạn trong tù, hoặc ít ra cũng thoái quan vi dân về ngồi bơm xe đạp ở đầu đường rồi. Chỉ cần vài ngàn đô, định mệnh một đời người có thể thay đổi hẳn, huống chi là 100.000 đô. Sóng gió tạm qua đi, nhưng từ đó bố Tuân cẩn trọng lắm. Thói quen tham ô nhũng lạm phải tự cắt giảm đến mức tối đa, tránh mọi khuyết điểm. Tiền vào nhỏ giọt, bổng lộc mất gần hết thì còn trông vào đồng lương căn bản sống qua ngày. Đã thế, vào Sài Gòn công tác, ông lại đèo bòng thêm cô vợ nhỏ, khiến khả năng tài chánh đã eo hẹp lại càng eo uột hơn, vì đời chia như nhánh sông. Cả năm nay bố Tuân không cho tiền, Tuân sống hoàn toàn bằng sự bố thí rộng rãi của Hương, lắm khi cũng thấy tủi phận mà chẳng biết làm sao. Bây giờ nghe ông Thành sắp quân về cho Hương 100.000 đô, Tuân nỡ lòng nào để cơ hội này trôi qua một cách phí phạm. Gã bảo Hương: anh thấy chưa muộn đâu, còn nước còn tát. Anh thì anh đảm bảo với em rằng lão chỉ mới nghi anh và em thôi, chứ lão chưa biết chắc. Cứ như em kể thì lão ngu lắm, em bảo gì lão cũng nghe cơ mà. Thì đấy là cái lúc mà lão chưa có phát hiện ra em vụng trộm với anh cơ. Lão tin em thì nói cái gì lão mới nghe chứ. Còn bây giờ thì lão thù em rồi, em mở mồm nói năng gì được với lão nữa. Tuân chưa biết rằng Liễu đã nói toạc cho ông Thành biết Tuân là người yêu của Hương, và đêm đêm vẫn đến quán ngủ với Hương. Vì vậy Tuân vẫn còn hy vọng. Tuân bảo Hương: bây giờ em về quán, em điện cho lão, cứ làm như em chưa biết cái chuyện gì cả. Em gọi lão về và dứt khoát, dù lão có vặn hỏi thế nào đi nữa, thì em cũng cứ trước sau như một bảo anh là anh họ của em. Cứ nói bừa rằng là mẹ anh là chị ruột của bố em. Không tin thì bảo lão viết thư ra Lâm Đồng hỏi bố mẹ em. Phải nói cứng mới được, lão sẽ phải tin. Nếu cần thì em gọi anh đến, anh xác minh với lão là anh là anh họ của em. Khương ngồi im ngẫm nghĩ. Tuân lại tiếp: chịu khó hòa hoãn một thời gian nữa đi em ạ. Lấy nốt số tiền 10 vạn đô la Mỹ của lão rồi đuổi lão đi cũng chưa muộn. Khương vẫn im lặng. Nghe Tuân nói, Hương cũng thấy tiếc số tiền khổng lồ của ông Thành. Nhưng nàng chưa hình dung ra khi gặp lại ông, nàng sẽ phải đóng kịch như thế nào. Nàng ngước nhìn Tuân, khẽ lắc đầu và nhân nghĩa bảo: ngại quá anh à. Anh biết tính em mà. Em nóng nảy thật á, hơi một tí là quát mắng chúng nó ở quán. Nhưng mà em không phải là cái loại người lật lọng, lá mặt lá trái. Nói cái gì không đúng với lương tâm thì em ngược lắm. Tuân nịnh Hương một câu rồi tiếp tục thuyết phục. 100.000 đô, nếu em lấy được là hoàn toàn là của em, anh không có động vào. Anh biết em lúc nào cũng nặng tình gia đình, hiếu thảo với bố mẹ. Lấy được món tiền này, em đón hai bác vào trong này cho gần gũi, hoặc xây nhà thật to cho bố mẹ em an hưởng tuổi già ở Lâm Đồng. Nói cho cùng thì phần em
đã ổn định chỗ ăn chỗ ở xong rồi, có cửa hàng giải khát mà kinh doanh hàng ngày, thu nhập tương đối vững vàng, còn mong cái gì? Nhưng mà bố mẹ em còn đong đong lắm, thành ra anh mới đề xuất ý kiến này là vì em, vì bố mẹ em. Hương siêu lòng gật đầu vì Tuân đã nói đúng ý Hương. Ước vọng của nàng là xây căn nhà thật to cho bố mẹ ở Lâm Đồng, như lời nàng đã hứa năm ngoái khi về thăm. Người làng quê đất Bắc bao giờ cũng có nhu cầu sâu xa là nở mặt nở mày với thiên hạ khi có điều kiện. Hương vẫn ấp ủ giấc mộng ấy, coi như một món nợ với gia đình mà nàng chưa trả được. Tuân lại động viên thêm. Em còn gian díu với lão ngày nào thì anh còn khổ tâm ngày ấy. Nhưng món tiền nhớ, anh đành bóp bụng để em đi lại với lão thêm một thời gian nữa. Đằng nào cũng mang tiếng lấy chồng Việt Kiều mà lại là Việt Kiều già, thì phải được đền bù cho nó bõ. Em cứ nghe anh, anh không bao giờ xui em những điều có hại cho em. Hương cảm động ngước nhìn Tuân thầm cảm ơn. Rồi nàng mở bóp lấy điện thoại cầm tay, nhưng thay vì gọi cho ông Thành, nàng bấm số kêu về tiệm. Lúc ấy Liễu và Dung đang đứng trong quầy. Nghe chuông reo, Liễu nhấc lên và nói: Alo, cà phê Cung Đàn đây. Đầu dây bên kia Hương hỏi nhỏ: Mở đây, cậu Thành về chưa tụi bay? Liễu đưa mắt nhìn Dung và đáp: Chưa mở, mở đi tìm cậu hả mở? Câu hỏi của Liễu làm Hương lại chợt nổi nóng, vì thấy rõ đám người làm, nhất là Liễu, lúc nào cũng quá bận tâm lo lắng cho ông Thành. Tuy vậy, Hương cố dằn cơn giận, vì cần thi hành kế hoạch mới của Tuân vừa đưa ra. Hương làm bộ u sầu than: Ừ, thì mợ thì tìm cậu khắp nơi mà chả biết là cậu đi đâu. Chung quy cũng chỉ tại cái ông Báu làm cậu mà. Cậu hiểu lầm mợ. Quán có cái gì lạ không Liễu? Nghe giọng Hương nói, Liễu cảm thấy ngạc nhiên một cách sung sướng, vì rõ ràng Hương có vẻ hối hận đã hất hồi ông Thành. Liễu liền gợi ý thêm: Không mợ, khách vẫn đông, hay là mợ về đi, thế nào cậu cũng quay lại vì giấy tờ cậu còn để đây cả mà. Hương dịu dàng nói: Ừ thì mợ chạy lanh quanh một vòng nữa xem có cậu không, chốc nữa mợ về. Này, mày nghe mợ dặn nè, nếu mà cậu có về nhà mà mợ chưa có kịp về á, thì mày nhớ nhá, mày bảo cậu là mợ đang đi tìm cậu. Mày phải nói khéo, tìm cách giữ cậu chờ cho mợ về, nhớ chưa? Liễu đang rất mong ông Thành ở lại, cho nên nhất trí ngay với Hương. Nếu cần thì chính Liễu cũng sẽ thuyết phục ông. Liễu thấy rõ ông có cảm tình đặc biệt với mình. Nếu mất ông, Liễu là kẻ thiệt thòi nhất trong quán. Hương cúp điện thoại và quay sang bảo Tuân: Em thì em độ chừng tối lão mới về, cũng có thể là sáng mai. Lão có điện thoại di động mà, sao em không gọi thẳng cho lão, bảo lão về? Trời ơi, thì lão đang buồn, cứ để lão đi lang thang một tí nữa, rồi em sẽ nói chuyện với lão. Với lại em phải về dặn chúng nó ở quán đã, nhất là cái Liễu với cái Dung á, vì lão hay nói chuyện với hai đứa này, không dặn trước ngộ nhỡ chống đánh xuôi kèn thổi ngược thì hỏng bét. Tuân hoàn toàn nhất trí về sự chu đáo của Hương, gã hài lòng mỉm cười. Hương ngả người nằm xuống sofa, kéo Tuân nằm úp lên người mình. Tuân bất đắc dĩ phải chiều ý, đưa hai tay ôm Hương, chứ thật ra lúc này trong lòng gã đang sôi sục như lửa đốt. Gã muốn Hương về quán ngay, gọi cho ông Thành và tỉ tê xoa dịu để moi nốt số tiền ông đã hứa. Chuyện ân ái giữa gã và Hương thì ngày rộng tháng dài, muốn lúc nào mà chả được. Vì vậy mới nằm một chút, Tuân đã trườn người xuống, ngồi dậy và nhắc lại: Em nhớ nói khéo với lão, mà cần nhất là phải nói cứng. Nếu cái Liễu và cái Dung ùa theo lão thì lập tức em phải đuổi ngay, đuổi ngay lập tức, dứt khoát không để đứa nào làm nội tuyến nuôi ong tay áo. Hương cũng vừa sực nhớ ra là phải về để trả lại số tiền và mấy món đồ lấy trong vali của ông Thành. Phải bỏ lại chỗ cũ thì mới chứng tỏ thiện chí để nói chuyện hàn gắn với ông. Nàng ngồi lên, lùa tay vào mái tóc và bảo: Em phải chạy về bây giờ, có gì em sẽ điện cho anh, nhưng mà tuyệt đối nha, không có được gọi em đó. Tuân âu yếm nhìn theo và bảo: Tất nhiên rồi, anh cứ ngồi chờ nhà, có thế nào cũng phải tranh cho anh đi.
vì anh sốt ruột lắm. Hương gật đầu bước nhanh ra sân, mở khóa xe và leo lên bật máy. Tuân đứng trông theo, lòng mừng khấp khởi. Gã tin là Hương sẽ làm được, bởi gã vẫn có thành kiến trong đầu là Việt kiều già như ông Thành thường rất dễ bị lường gạt bởi những cô gái trẻ. Từ con lộ nhỏ rẽ ra đường lớn, Hương định phóng thẳng về quán. Nhưng mới chạy được khoảng 100 mét, nàng đổi ý cho xe chậm hẳn lại. Những lời khuyên của Tuân chẳng phải không hợp lý nếu nhắm tới cái đích 100.000 đô. Nàng có thể trơ trẽn đóng vai mặt dày, dùng lời nói để tiếp tục gạt gẫm ông Thành, moi nốt số tiền vĩ đại ấy. Nhưng tự dưng nàng thấy ngại quá. Ông đã bỏ đi tức là ông đã biết rõ, thì thà cứ để ông đi luôn cho xong chuyện, chứ bây giờ lại phân trần, lại năn nỉ, rồi không được việc gì mà còn tạo cơ hội cho ông nổi nóng chửi ầm lên trước mặt thiên hạ, thì rõ thật là dại. Bởi vậy, thay vì về nhà như đã hứa với Tuân, Hương chạy thẳng xuống chợ Sài Gòn. Tốt nhất là Hương nên tránh mặt. Ông Thành đi lang thang một lúc sẽ quay về quán lấy hành lý và giấy tờ. Hương chỉ cần dạo phố hoặc vào cine hoặc ghé thăm mấy đứa bạn. Khoảng 2-3 tiếng đồng hồ nữa nàng trở về thì chắc chắn ông Thành cũng đã từ giã quán công đàn rồi. Hương đoán quả không sai. Ông Thành đi thơ thẩn trên phố chiều mới khoảng 1 tiếng đồng hồ đã thất thểu trở về quán công đàn. Thật ra thì ông chưa muốn về, bởi chẳng còn bụng dạ nào mà đối diện khuôn mặt phản bội của Hương. Lúc vừa nghe Liễu xác nhận Hương có người yêu là Đỗ Tuân, vẫn thường xuyên đến quán ngủ với Hương, máu uất lập tức trào dâng lên ngùn ngụt như chẹn lấy cổ, làm mặt ông nhợt nhạt, tưởng chừng bất ngờ bị trúng gió. Nhưng ông là Việt kiều sống lâu năm ở Mỹ, tuổi lại đã cao, đâu có thể gào thét chửi rủa Hương trước mặt bao nhiêu khách hàng và nhân viên dưới quyền. Huống chi ông biết, ông càng làm ầm ĩ lên thì thiên hạ càng cười ông to đầu mà dại, chứ có lợi gì. Suy nghĩ như thế, cho nên ông đành nuốt giận, lảo đảo bước đi, định bụng bỏ quán ít nhất một đêm, chui vào cái khách sạn nào đó, nằm một mình ngậm đắng nuốt cay cho cơn sầu vợi bớt, rồi ngày mai mới quay lại nói chuyện chia tay dứt khoát với Hương. Định như thế, nhưng khi dừng chân uống ly đá chanh ở một ngã tư cho đỡ khát, thò tay vào túi, ông mới giật mình nhớ ra là mình không mang tiền, chỉ còn vài chục ngàn đồng. Vài chục ngàn đối với dân trong nước đã quá nhỏ, huống chi là Việt kiều. Lúc nãy để mua chuộc Liễu, ông đã moi ra cả nắm tiền đưa hết cho Liễu, kèm theo tờ 100 đô Mỹ. Thành ra trong túi cạn tiền mà ông không biết. Nói đúng ra thì ông có thói quen, hễ đi bên Hương, bao giờ ông cũng để nàng trả tiền ăn uống hoặc sắm sửa bất cứ thứ gì. Làm như vậy, ông thấy có vẻ vợ chồng hơn khi thiên hạ nhìn vào. Và rõ ràng Hương thích như vậy. Vì thế, hễ về nước thì tiền bạc có bao nhiêu, ông cứ đưa hết cho Hương và coi đó như một cái thú của người chồng biết chiều chuộng vợ. Ngay cả lúc ông cho tiền nhân viên trong quán mỗi khi mới ở Mỹ về hoặc trước lúc ra đi, thì ông cũng nhờ Hương phân phát để làm vui lòng nàng. Chả bao giờ ông nghĩ có ngày hôm nay trong túi không đủ vốn liếng để thuê khách sạn một đêm. Ông nhớ trong vali trên lầu quán cung đàn, ông còn giấu đến 10.000 đô dưới đáy. May mà từ hôm qua đến giờ ông chưa đưa cho Hương. Ông phải quay về lấy nốt số tiền đó, rồi sẽ đón taxi trở lại khách sạn Sài Gòn, nơi ông đã gặp Phi cách đây 3 bữa. Ngày mai ông sẽ trở lại gặp Hương lần cuối cùng, tập trung tất cả nhân viên lại, chửi cho Hương một trận, rồi vĩnh viễn chia tay. Đó là kế hoạch trước mắt của ông. Ông trả tiền ly đá chanh cho quán cắp rồi đứng dậy thả bộ ra về. Ở cà phê cung đàn, ngay khi Hương vừa lấy hông đa phóng sang nhà Tuân, các cô từ dưới bếp chạy ùa lên ngay, kéo nhau vào hẳn trong quầy bàn chuyện. Liễu mấy lần dục giải tán, các cô chỉ tản mát đi được mấy phút, rồi lại kéo nhau vào bàn tiếp, mặc dầu ai cũng chỉ nhắc đi nhắc lại toàn những nhận xét cũ. Rõ nét nhất là cô nào cũng tỏ ra buồn,
vì những ngày sắp tới quán cung đàn sẽ không còn ông Thành nữa. Liễu ngồi trên ghế đầu cao, quan sát khách hàng và luôn miệng nhắc. Này, nói nhỏ thôi nhé, chúng mày định khai cho cả làng biết đấy à? Tú, xuống nhà rửa ly, mày còn bé, biết gì mà hóng chuyện. Con Dung đứng bên cạnh Liễu, buột miệng nói. Ôi giời, nó mà bé cái gì nữa chị Liễu, 14 tuổi ta rồi, nữ thập tam mà. Hôm nọ em bắt gặp quả tang nó ôm thằng Túy ở trong bếp á. Con bé Tú đập nhẹ vào cánh tay Dung và ngượng ngùng nói. Chị này kỳ quá, anh ôm em chứ em đâu có ôm ảnh đâu. Dung nhìn Liễu cười rồi quay sang con Tú. Mày đừng có giả mồm nhé. Mày để cho nó ôm tức là mày cũng nhất trí với nó rồi. Mày không bằng lòng thì mày kêu làng kêu nước lên chứ. Dung chưa nói dứt câu, con bé Tú đã xấu hổ chạy nhanh xuống bếp. Bình thường thì cả đám hay xuống vào chọc nó, bởi đó cũng là một đề tài hết sức hấp dẫn, lại là một câu chuyện có thật mới xảy ra trong bếp. Thằng Túy gươm lạc giữa rừng hoa, nom lù đù như ông cụ non, hóa ra lại chọn con bé nhỏ nhất quán để gạ gẫm. Lửa gần rơm nên cũng dễ thành công. Đám con gái trong tiệm từ đó có đề tài nóng bỏng mà bàn tán cho quên công việc vất vả hàng ngày. Tuy vậy, giờ này quán cung đàn đang bao phủ một màu tang ngút trời vì chuyện ông Thành và Hương nghiêm trọng hơn gấp bội, cho nên mọi người buông tha ngay cho con bé Tú. Chị Sáu, người lớn tuổi nhất, tay cầm cái khăn lau, ưu tư hỏi Liễu. Giờ mình tính sao cô Liễu? Trời ơi, sao tới nay tội nghiệp cậu Thành quá trời à. Cậu hiền thiệt hiền vậy đó, đâu có dám làm gì mở đâu. Gặp người khác là mở mệt rồi đó. Liễu nhìn chị thở dài đáp. Thì chuyện này chỉ có cậu với mợ giải quyết với nhau thôi, chứ mình có quyền gì mà xía vào. Chị thấy đó, em với con Dung nè, lúc nãy mới nói cái gì đâu à, mà mợ mắng ầm lên, bảo là chúng em đứng về phía cậu Thành. Tốt nhất á, mình nên im lặng. Cả bọn trầm ngâm suy nghĩ, Liễu lại thêm. Nhưng cứ như là em đoán thì chắc chắn là bể. Cậu Thành với mợ sẽ chia tay. Chị Sáu ấm ức phát biểu. Mình mừng cho ai thì cũng như là làm công thôi. Chủ nào cũng vậy hết á. Chủ thương mình thì mình nhờ, mà không thương thì mình chịu. Có điều tôi nói thiệt nha, tôi không có muốn mở đón cái thằng cha Tuân vô đây. Mấy cái đầu cùng gật, vì nói chung không ai ưa Tuân, nhưng ngại chẳng dám ra miệng, sợ Hương nổi giận. Riêng Liễu thì căm thủ Tuân nhất, nhưng lại càng phải giữ thái độ kín đáo hơn mọi người. Liễu kết luận. Thôi thôi, thôi giải tán đi. Chắc là mợ cũng sắp về rồi đấy. Nhưng mà nghe dặn đây này, có chị Sáu đây là người lớn, cũng như chị cả trong nhà. Tất cả những gì mình nói với nhau á, tuyệt đối phải giữ kín. Đừng có hở cho mợ biết nhé. Chúng mày biết tính mợ rồi đấy. Đứa nào ton hót tân công thì với mợ thì đừng có nhìn mặt tao. Câu nói của Liễu như một mệnh lệnh. Chị Sáu nhìn Liễu ngầm bày tỏ lời cảm ơn, rồi u sầu quay xuống bếp. Đám con gái chạy bàn cũng từ từ tản mát mỗi đứa mỗi góc. Liễu ngồi lại một mình sau quầy, cố xua đi nỗi dằn vặt trong đầu. Cô cứ ân hận mãi là vì cô mà ông Thành biết chuyện đau buồn. Từng nói cho ông biết để ông tống cổ Tuân đi, nào ngờ chính ông lại bỏ cuộc ra đi trước. Nếu biết thế này thì Liễu nói làm gì? Chẳng có lợi gì cho ông Thành, mà lại càng bất lợi cho Liễu. Vì từ nay kẻ thù của Liễu là Tuân sẽ đến đây làm chủ hay cho ông Thành. Liễu đang phân vân tự trách thì ông Thành trở về. Vừa thấy ông rẽ vào sân, Liễu sửng sốt đứng bật dậy chạy ra đón. Đám người làm trong quán và dưới bếp cũng vội vã bấm nhau, hồi hộp nhìn ra và kêu lên nho nhỏ. Cậu về, cậu về, cậu Thành có về kìa, hey, cậu Thành có về. Thấy nét mặt phờ phạc của ông Thành, lại thêm mồ hôi loang loáng trên trán và ướt đẫm ngực áo, Liễu đon đả nói. Cậu vào ngồi nghỉ cho mát. Từ nãy tới giờ con lo quá, con chả biết là cậu đi đâu. Con với lại cái Dung tính chạy đi tìm cậu mà mợ không có cho. Ông Thành không nói gì, lầm lỗi đi thẳng vào trong quầy, ngồi xuống cái ghế thấp vì không muốn khách hàng nom thấy mình lúc này. Liễu bật quạt máy, cái quạt nhỏ đặt sát vách trên nền nhà mà chính ông Thành đã mua để thổi cho mát dàn máy hát stereo mở từ sáng đến đêm. Liễu xoay cái quạt về phía ông và ngẩng lên cất tiếng gọi. Dung ơi, pha cho cậu ly đá chanh. Con Dung từ nãy đến giờ vẫn đứng thập thò ở cửa bếp, xót xa theo dõi mặt mũi và dáng điệu của ông Thành khi ông vừa bước vào cổng. Nó xuống bếp
bưng nước lên cho ông và nói: "Vâng, con mời cậu uống nước ạ." Cậu đi bộ hả cậu? Sao cậu không có đón xe? Tháng này trời nóng lắm." Ông Thành đỡ ly đá chanh uống một hơi gần cạn rồi mới hỏi: "Mợ có nhà không?" Liễu đáp nhỏ: "Dạ, cậu vừa đi là mợ cũng đi ạ. Cậu có muốn gặp mợ ngay thì con gọi di động, bảo là mợ về liền." Ông Thành mệt mỏi lắc đầu: "Khỏi gọi. Mợ có nói mợ đi đâu không?" Dung buột miệng đáp: "Dạ không ạ, nhưng mà con đoán là mợ đi gặp anh Tuận." Câu trả lời của Dung như một nhát dao cực sắc đâm vào tim ông Thành, hay đúng hơn là phát súng ân huệ bắn bồi thêm cho tử tội chết hẳn. Liễu thấy tàn nhẫn quá, vội đưa mắt nhìn Dung và khẽ lắc đầu làm hiệu bảo Dung đừng nhắc đến Tuân nữa. Dung hiểu ý gật đầu rồi bỏ ra ngoài để mình Liễu ngồi tiếp chuyện ông Thành. Liễu ngồi xuống cái ghế thấp bên cạnh ông, tay cầm cái quạt giấy nhỏ phe phẩy cho lớp mồ hôi trên mặt ông bay đi. Ông Thành ngồi yên, đầu hơi cúi, cố ngăn dòng lệ trong đôi mắt già nua. Mái tóc vốn đã thưa lại càng sơ sát sau quãng đường lội bộ đầy bụi bặm dưới ánh nắng xiên gay gắt của buổi chiều tà. Liễu bùi ngùi kể: "Dạ thì lúc nãy mà cậu vừa đi thì mợ ở trên lầu xuống, mợ không thấy cậu thì mới hỏi con là với con Dung là cậu đâu. Con bảo là chuyện của mợ với anh Tuân đổ bể rồi, cậu buồn cậu bỏ đi. Thì mợ ngồi yên mợ không có nói gì hết. Con giục mợ đi tìm cậu, chẳng những mợ không nghe, còn mắng con với con Dung ầm ĩ cả quán lên. Mợ bảo đứa nào đứng về phe cậu thì mợ tống cổ đi ngay." Ông Thành nhếch mép cười buồn rồi ê chề nói: "Bản chất của bà ấy ác độc như thế đấy. Chỉ tiếc rằng cậu ngu muội cho nên mới lầm lẫn." Liễu chẳng biết nói sao để an ủi ông Thành trong giờ phút nghiêm trọng này. Phần ông Thành sau lời than não nề đó, ông đăm chiêu suy nghĩ mấy phút rồi quay sang dè dặt hỏi Liễu: "Hồi trưa con nói với cậu là lúc cậu ở bên Mỹ đó, thì đêm mợ vẫn đón người đến đây ngủ với mợ." Liễu ngắt lời: "Vâng, thì anh Tuân chứ ai. Bây giờ thì cả ban ngày nữa, chứ không phải chỉ ban đêm." Ông Thành quay sang hỏi Liễu bằng giọng nhấn mạnh: "Thế chính mắt con có nom thấy không, hay là con chỉ nghe người ta kể?" Liễu nén tiếng thở dài. Chuyện đã rõ như thế mà ông Thành vẫn còn nuôi. Liễu biết ông tiếc Hương lắm, nên mới hỏi Liễu câu ngớ ngẩn ấy. Mà Liễu nghĩ đúng, lúc nãy ngồi một mình ở quán tóc trên lề đường, ông Thành cứ lật đi lật lại vấn đề và tự đặt ra một nghi vấn để an ủi mình. Ông tự hỏi, quán công đàn có cả chục người làm, lại không có lối đi riêng dẫn lên lầu, chả nhẽ Hương dám liều lĩnh đưa nhân tình vào ngủ. Chuyện ấy khó tin quá, bởi Hương phải biết là sớm muộn gì cũng sẽ đến tai ông. Hay là chỉ vì Liễu ghét Hương mà bịa đặt ra các câu chuyện này để gạt ông. Ông cứ phân vân mãi như thế, như một người đã đánh mất của thật rồi, mà cứ tự trấn an là chưa mất để đánh lừa chính mình. Có lúc ông lại tự trách là sao không hỏi thằng Hương. Cái lúc thằng Báo đến quán oang oang hỏi Đỗ Tuân thì Hương đang ở trên lầu. Ông có thể lôi Hương xuống, ba mặt một lời. Tại sao ông không làm như thế cho đơn giản, mà lại cay đắng bỏ đi để bây giờ thắc mắc? Nhưng rồi ông lại tự trả lời ngay. Hỏi Hương thì dĩ nhiên là Hương sẽ chối, sẽ nói quanh để lừa ông, và ông sẽ lại càng thêm thắc mắc, chứ có lợi ích gì đâu. Một người mồm mép điêu ngoa như Hương, dễ gì ông cãi lại được. Chỉ khi nào ông nhìn thấy quả tang Hương và Tuân nằm với nhau trên giường, thì hoạn chăng nàng mới hết đường chối cãi. Thấy ông Thành vẫn còn bám víu chút niềm tin ở Hương, Liễu tội nghiệp nhấn mạnh: "Không phải là một mình con thấy, mà cả quán cùng thấy. Con nhớ mãi cái lần đầu tiên anh Tuân đến nhà là đêm Chủ nhật." "Lâu chưa?" "Dạ thì cách đây độ nửa năm ạ." Ông Thành buốt nhói ngắt lời: "Vậy là lần trước lúc cậu về là mợ Hương đã phản bội rồi mà cậu không biết hay sao?" "Vâng, cậu biết làm sao được, có ai dám nói cho cậu nghe đâu. Để con kể tiếp cái đêm Chủ nhật lần đầu tiên mà ông Tuân ông tới nhé.
Lúc ấy là quá nửa đêm. Mợ xuống mở cổng rồi đưa thẳng ông Tuân lên lầu á. Lúc ấy chúng con còn thức cả, nằm trong mùng non ra. Rồi thì ông Tuân ông ở với mợ tới sáng. Lúc mà người ta đập cổng giao nước đá thì ông ấy mới về. Thế mợ gọi tất cả chúng con lại dặn là không được nói với ông, rồi cho mỗi đứa 50.000. Dứt lời, Liễu đứng dậy vẫy tay gọi: Dung, Dung ơi, lại đây. Rồi Liễu bảo ông Thành: Cậu không tin con thì cậu cứ hỏi con Dung, hoặc là cậu hỏi bất cứ đứa nào trong quán, chúng nó sẽ kể y như con thưa với cậu. Đến nước này thì ông Thành mới đành gạt nước mắt, chấp nhận sự thật phũ phàng. Ông cúi đầu xuống, úp mặt vào hai bàn tay, trong một sáng điệu buông xuôi hết sức não nề. Lúc nãy lang thang trên đường phố, có lúc uất hận quá, ông đã từng nảy ra ý định thuê người giết Hương. Nhưng ông biết thuê ai bây giờ? Mặc dầu ông vẫn nghe nói mạng người ở Việt Nam rất rẻ. Chẳng những thế, trái tim bao dung của ông lại tự đặt ra một câu hỏi ngớ ngẩn là: rồi oan cho Hương thì sao? Mãi cho đến bây giờ thì ông không còn ngờ vực nữa, bởi Liễu đã chứng minh cho ông thật rõ ràng và cụ thể. Im lặng một lúc, Liễu ưu tư hỏi: Cậu ơi, thế chuyện lỡ rồi bây giờ cậu tính sao hả cậu? Ông Thành nâng ly nước uống cạn rồi chớp mắt nói: Tính cái gì nữa mà tính, cậu đâu có thể ở đây được nữa. Cứ như con vừa kể thì chính mợ Hương cũng muốn đuổi cậu đi cơ mà. Đuổi cậu đi để lấy trọn cái quán rồi đón người khác vào. Nhưng mà đành vậy chứ cậu biết làm sao bây giờ. Lát nữa cậu thu xếp hành lý, rồi ngày mai cậu đổi vé máy bay về Mỹ. Tuy miệng nói ra vẻ dứt khoát rồi, nhưng thực tâm giờ này lòng ông còn hoang mang lắm. Trí ông hỗn độn lắm. Lúc nãy ông nghĩ khác, bây giờ ông lại nghĩ khác. Lúc thì định chửi Hương một trận cho hả giận, lúc lại chán nản buông xuôi. Liễu nói đúng, mọi chuyện đã lỡ cả rồi, nhất là bên Mỹ. Giả như vợ con ông chưa biết quan hệ của ông và Hương, thì giờ này ông chỉ đau một bề. Ông sẽ cắn răng quên chuyện tình lầm lỡ này đi, quay lại với gia đình, trở về cuộc sống bình thường như chưa hề gặp Hương. Rồi thời gian sẽ giúp ông xóa đi vết thương thầm kín. Đằng này, ông đã từng lớn tiếng giã từ bà vợ một cách nhẫn tâm, chính thức gặp luật sư làm thủ tục ly dị, rồi giao cho bạn ông là Lý Quân Vương treo bảng bán nhà để chia đôi. Hơn thế nữa, năm ngoái nhờ thị trường địa ốc tăng vọt, ông đã ra ngân hàng xin refinance, lấy ra hơn 100.000 đem về cho Hương tu bổ quán và tiêu xài. Bây giờ sôi hỏng bỏng không, mặt mũi nào mà trở lại với vợ và đàn con. Người quen cùng thành phố, hầu như ai cũng biết chuyện ông bỏ vợ về Việt Nam lấy người nhỏ tuổi là Hương. Bây giờ ông quay về tay không, dù mặt có dày đến đâu thì khi trở lại Cali, ông cũng cảm thấy ngượng với thiên hạ. Ông thoáng nhớ đến cụ Phát, và càng nhức nhối hơn vì mới hôm nào ông đã chê cụ yếu đuối, thất tình vì một con bé chả ra gì. Mất đứa này thì kiếm đứa khác, việc gì mà ông phải khổ sở như thế? Chính ông đã từng khuyên cụ Phát như vậy và cười thầm cụ đã già mà còn nặng lòng tương tư như thanh niên mới lớn. Chắc chuyến này trở về Mỹ, ông sẽ không gặp lại cụ Phát nữa, hay đúng hơn là chẳng dám gặp bất cứ ai để tâm sự cho vơi nỗi sầu. Liễu thấy ông Thành trầm ngâm không nói gì, lại sợ là Hương sắp về không còn có dịp cho Liễu ngồi tiếp chuyện riêng với ông nữa, nên Liễu tranh thủ hỏi: Thế cậu có uống nước nữa không? Con bảo con Dung pha thêm cho cậu nhé. Ông Thành chưa kịp trả lời thì Liễu tiếp ngay: Thế cậu định ngày mai cậu về Mỹ thật hả cậu? Ông Thành đáp cho qua chuyện: Lát nữa cậu sẽ gọi phone cho hãng máy bay, hỏi xem có chỗ nào hay không đã. Nếu có thì mai cậu về. Về thôi, chứ nán lại đây làm gì cho thêm đau lòng. Liễu băn khoăn dò ý: Ai chà.
một sản nghiệp của cậu đổ vào cái quán này. Không ngờ kết thúc giản đơn quá cậu nhé. Thế cậu định ra đi mà tay tay không hả cậu? Ông Thành mệt mỏi buông xuôi. Cậu từ nước ngoài về, dù sao cũng lạ nước lạ cái, tranh chấp làm sao được. Huống chi cậu nói thật, tất cả giấy tờ nhà đất đều đăng ký tên mợ. Về mặt pháp lý thì cậu đã thua từ căn bản, chỉ còn giải quyết bằng mặt tình cảm. Mà tình cảm thì càng chết nữa. Giờ này mợ đã coi cậu là kẻ thù, chứ đâu còn là ân nhân của mợ như 2 năm vừa qua. Nói câu cuối, giọng ông Thành trở nên não nuột như sắp khóc, làm Liễu cũng mồi lòng theo. Nhưng nhớ tới lời Hương dặn là không được níu kéo ông Thành ở lại, Liễu chỉ biết than. Vâng, cậu về Mỹ chuyến này thì chả biết bao giờ con mới gặp lại cậu. Chắc chả còn dịp nào gặp lại nữa. Thôi, con chúc cậu lên đường bằng an. Ông Thành nao nao xúc động. Ông đắn đo một chút rồi quay sang tâm sự. Cậu đâu có muốn về Mỹ. Ở Mỹ đã hơn 20 năm, cậu chán lắm rồi. Cậu muốn về sống luôn ở bên này. Nhưng con nói đúng, mọi chuyện đều lỡ hết cả rồi. Bên Mỹ cậu đã tiến hành thủ tục ly dị, chỉ nay mai là xong. Nhà cũng đang đăng bảng bán. Cậu cứ tưởng chuyện của cậu với mợ Hương là chuyện lâu dài, nên cậu dốc hết tâm huyết và tiền bạc ra cho mợ, chẳng đề phòng gì cả. Nào ngờ bây giờ cậu lại bị phản bội giữa đường. Quay về Mỹ thấy cũng không vui tí nào cả, vì lại phải bắt đầu lại từ đầu. Liễu để ý thấy một đặc điểm ở ông Thành là giờ này Hương đã trở thành kẻ thù rồi, mà ông vẫn nhắc đến Hương một cách bình thường, không dùng những từ ngữ thô tục để gọi Hương như thói quen nóng nảy của những ông chồng bị phản bội trong nước. Liễu cho đó là một tập quán văn minh ở xứ người mà ông Thành học được, và Liễu thấy điều này rất đáng yêu. Liễu thành thật an ủi. Nếu mà cậu không muốn về lại Mỹ thì cậu kiếm người khác ở bên này. Địa vị cậu thì thiếu gì người muốn kết hôn. Con gái Việt Nam thì cũng nhiều người tử tế lắm chứ, đâu có phải ai cũng như mợ Hương. Liễu vừa nói dứt câu thì rung bưng cái khay nhỏ đựng tiền của khách tới quầy và gọi. Chị Liễu, thuế tiền nè. Liễu đứng dậy mở ngăn kéo, trong khi ông Thành lặng lẽ ngồi cúi đầu. Dung nhìn Liễu dò xét, vì nó cũng đang rất thắc mắc về ông Thành. Nhưng Liễu khẽ lắc đầu như ngầm bảo, mày cứ lo công việc đi, lát nữa tao sẽ kể cho mày nghe. Dung hiểu ý, cầm tiền trở ra bàn khách. Chờ Liễu ngồi xuống chỗ cũ, ông Thành quay nhìn cô và dè dặt nói, cậu đâu có quen nhiều mà biết ai tử tế, ai không tử tế. Về đây lần đầu, gặp người đầu tiên là mợ Hương, đã bị lừa, giờ còn biết tin ai. Liễu gật đầu thông cảm. Vâng, thì cậu bị lừa, con cũng không có gì ngạc nhiên, vì con biết mợ Hương khéo lắm. Ở vào địa vị của cậu á, ông nào cũng vào chồng cả. Thằng Túy nó còn ít tuổi, nhưng mà nó nhận xét sâu sắc lắm cậu ạ. Nó cứ bảo mãi là mợ Hương là diễn viên kịch nói thuộc hàng nghệ sĩ ưu tú, mà con thấy chả sai thế nào. Ông Thành bồi ngồi thú nhận, nó nói đúng đấy, mợ khéo lắm cho nên cậu mới bị lầm. Bây giờ thì như con chim đậu cành mềm, cho nên là từ nay quen ai cậu cũng sẽ phải đề phòng. Rồi bỗng ông Hạ giọng nhỏ hơn, run run hỏi Liễu, Hay là cái này cậu nói thật, Liễu có muốn sang Mỹ ở với cậu? Liễu bằng lòng thì cậu làm hôn thú bảo lãnh Liễu qua. Liễu giật mình sửng sốt, mở to mắt nhìn ông Thành, rồi phản ứng tức thời là lắc đầu lia lịa. Ơi không, con cảm ơn cậu, con muốn ở lại bên này với bố mẹ với các em của con ạ. Ông Thành chưa hiểu ý Liễu, chỉ cho đó là lời từ chối có tính cách thủ tục, vì đề nghị của ông đưa ra quá bất ngờ. Ông vội tiếp ngay, nếu Liễu không thích qua Mỹ thì cậu về sống bên này với Liễu. Rồi ông đề nghị thẳng là kể từ ngày mai Liễu nghỉ việc luôn, không thèm đến quán này nữa. Ông sẽ đưa trước cho Liễu 100 triệu để Liễu tiêu xài và đi học Anh văn, trong lúc ông quay lại Mỹ thanh toán nốt mọi chuyện cần thanh toán bên ấy. Ông tỉ mỉ vẽ ra cho Liễu cái viễn ảnh tương lai tươi sáng, không còn phải lam lũ dưới quyền Hương. Cái tương lai đổi đời ấy có thể bắt đầu ngay từ ngày mai, hoặc ngay tối nay cũng được.
Liễu có thể phủi tay đứng dậy ngay từ bây giờ. Cả hai cùng vĩnh viễn từ biệt cung đàn, bước vào một vùng trời bình yên mới. Sở dĩ ông mạnh miệng như thế là bởi vì ông tưởng số tiền 10.000 đô của ông vẫn còn nằm nguyên trong vali trên lầu. Nhưng Liễu vẫn lắc đầu và run run đáp: Dạ, không được đâu cậu. Con cảm ơn cậu nghĩ đến con, nhưng mà con không thể nhận lời cậu được. Con mong cậu thông cảm cho con. Đến lượt ông Thành ngơ ngác vì không ngờ Liễu dám từ khước thật. Một đứa con gái nhà nghèo đi làm công cho ông, lương không đủ sống, bất ngờ được ông nâng cấp lên quá cao mà sao lại dám lắc đầu. Biết bao nhiêu gia đình phải bán con cho Đài Loan, trừ đầu trừ đuôi rồi cha mẹ cầm về trong tay chỉ còn có 300 đô. Hoặc biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp như Hương, như Liễu phải chấp nhận làm vợ bé như một nghề sinh nhai. Liễu và gia đình Liễu có giàu sang gì mà dám chảnh với ông. Vừa ngượng vừa buồn, ông nói: Nếu Liễu có người yêu rồi thì cậu xin lỗi. Không, cậu ơi, con làm gì có người yêu. Nhưng mà con là người công giáo, không được phép kết hôn với người đã ly dị ạ. Ông Thành à một tiếng rồi thở mạnh. Ông không ngờ thời buổi này vẫn còn có người giữ đạo chặt chẽ như thế. Ông chống chế: Cậu thì cậu đâu có phải là người đạo Chúa, cho nên cậu đâu có bị chi phối bởi luật cấm ly dị. Nhưng mà giả như mà con bằng lòng lấy cậu thì bố mẹ con cũng không bằng lòng ạ, vì lỗi phép đạo ạ. Ông Thành hoàn toàn tin lời Liễu, bởi ông biết Liễu không có tật nói dối. Ông lấy làm tiếc cho ông và tiếc cả cho Liễu, bởi ông vừa nghĩ đến số tiền 100.000 Mỹ Kim còn lại sau khi bán nhà bên Mỹ. Với số vốn ấy, ông thừa sức gây dựng cho Liễu y như đã vun đắp cho Hương, đưa Hương từ con số 0 lên hàng bà chủ. Nếu Liễu bằng lòng lấy ông sẽ bù đắp cho Liễu gấp bội, để Liễu vượt hẳn địa vị của Hương ngày nay. Tiếc rằng Liễu quá ngoan đạo, bỏ lỡ cơ hội thật hiếm có. Ông Thành thất vọng đứng dậy bỏ lên lầu để chuẩn bị hành lý. Trước khi bước đi, ông nói nhỏ với Liễu: Chuyện này Liễu giữ kín đừng nói với ai, cứ coi như là cậu không có nói điều này với Liễu. Vâng ạ, xin cậu yên tâm. Những gì mà cậu nói với con á, chỉ một mình con biết thôi. Cậu biết lúc nào con cũng quý cậu hết. Ông Thành thất thểu đi lại chân thang. Lòng ông cực kỳ hối hận vì đã ngỏ ý với Liễu. Dĩ nhiên ông có cảm tình với Liễu thật, chứ không phải vì muốn trả mối hận ở Hương mà ông quay sang chộp lấy Liễu để khỏa lấp lúc tâm hồn trống vắng. Từ ngày gặp Liễu ở quán, ông đã thấy Liễu vừa thông minh vừa có nhan sắc, và ông vẫn mong mai sau Liễu sẽ lấy được người chồng xứng đáng. Giờ này bị Hương bỏ, ông thấy mình có thể quẹo sang Liễu, sắm sửa cho Liễu, mà ông tin chắc là có khi có điều kiện đầy đủ, Liễu sẽ không thua gì Hương. Ông chỉ không ngờ ông chọn sai đối tượng vì lý do tôn giáo. Đúng là khi tuyệt vọng quá người ta hay nghĩ quẩn. Ông đã tự hạ giá, bỏ bà chủ để xuống gạ gẫm cô người làm mà vẫn bị từ khước. Họa vô đơn chí, ông thấy chả còn lý do gì để ông nán lại đây nữa. Đất nước này hình như không có thiện cảm với ông, nên mới đẩy ông vào ngõ cụt thê lương đến mức này. Về phần Liễu, cô đứng trong quầy ái ngại nhìn theo bước ông Thành mệt mỏi leo lên thang gác. Lúc nãy thoạt nghe ông mở lời muốn lấy mình, thật tâm Liễu cũng thấy hết sức phấn khởi trong lòng. Vì ghét Hương, cô muốn nhận lời ông Thành ngay, để từ nay khỏi phải làm mướn cho Hương, khỏi phải nhìn thấy những trò trơ trẽn và phản trắc của Hương, nhất là khỏi phải đối diện bộ mặt nham nhở của Đỗ Tuân. Lấy ông Thành, địa vị của Liễu sẽ đứng ngang hàng hoặc có thể cao hơn Hương trong cái xã hội quá chú trọng vật chất này. Nhưng cái ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rất nhanh thôi, rồi cô trở về ngay với đức tin tôn giáo, với nề nếp lâu năm trong xóm đạo. Cô rất cần tiền bởi gia đình cô quá nghèo, nhưng cần đến đâu thì cũng không thể vượt quá được giới hạn của giáo luật, bởi lời thánh nhân cô đã học từ nhỏ. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì. Ông Thành vừa lên lầu thì Dung chạy lại ngay bên Liễu và tò mò hỏi: Cậu nói chuyện gì với chị thế? Cậu định đi hay ở hả chị? Liễu thở dài đáp: Cậu đi chứ ở làm cái gì? Dung gật đầu thông cảm: Đúng rồi, mọi chuyện lộ hết ra rồi, ở đây thì khó nhìn mặt nhau.
nói thật nha, cậu lấy ai mà chả được. Chỉ tiếc là cậu đổ cho mợ nhiều tiền quá, thành ra chắc vì thế mà cậu tiếc ấy. Liễu thở dài hối hận nhắc lại câu nói cũ. Ôi giời, trùng quỳ cũng lỗi tại tao. Chính tao nói với cậu biết là mợ có người yêu bên này, tưởng nói ra giúp cậu, hóa ra lại hại cậu. Dung lắc đầu bảo. Chị nói thế thì em chả nhất trí thế nào. Em biết rồi, lỗi tại ông Báu rành rành á, chứ sao lại là bảo là lỗi chị. Mà ông Báu có biết cậu là ai đâu, phải không nào? Nhưng mà em thấy chị nói đúng ấy. Thà cho cậu biết một lần cho xong, chứ cứ để như thế thì tội nghiệp cậu quá. Thú thật với chị nhé, hôm qua vừa thấy cậu về xuống taxi trước cổng, tim em cứ buốt nhói nghĩ ngay đến anh Tuân mà không làm gì để giúp cậu được. Mợ thì cứ tỉnh như không. Liễu không ngờ con Dung cũng nặng tình cảm và xót thương ông Thành không khác gì Liễu. Cô chưa kịp nói thì ông Thành từ trên gác bước nhanh xuống. Mặt ông vốn đã nhợt nhạt vì nỗi buồn sâu kín, giờ này lại càng thảm não hơn. Ông vào thẳng phía trong quầy và nhớn nhác bảo Liễu. Tiền cậu để trong vali, mợ Hương lấy hết rồi. Dung buột miệng hỏi. Nhiều hay ít hả cậu? Ông Thành đáp gọn. 10.000 đô. Liễu sửng sốt kêu lên. Hả? 10.000 đô Mỹ? Tức là 100 mấy chục triệu. Ông Thành uể oải ngồi xuống ghế và gật đầu. Bây giờ cậu chẳng còn đồng bạc nào cả. Con Dung nhìn ông bực bội than. Ôi giời ơi, sao mà mợ ác thế? Cậu phải đòi lại chứ. Cậu cho mợ nhiều quá rồi mà, dứt khoát là phải đòi lại cậu ạ. Tuy ghét Hương thậm tệ, nhưng Liễu không đồng ý với nhận xét của Dung. Cô phân trần dùng Hương. Dung, mày nói thế cũng chả phải. Cậu mang tiền về đây tức là mang cho mợ chứ mang cho ai. Mợ có quyền mợ lấy chứ. Chẳng qua là vì bây giờ biết là mợ có người yêu khác, cho nên mình mới thấy mợ ác. Chứ giả như mà cậu không biết mợ có người yêu thì tiền đó là tiền của mợ chứ tiền của ai. Ông Thành thấy Liễu phân tích hợp lý nên không nói gì. Liễu quay sang bảo ông. Chỉ có điều là bây giờ cậu quyết định chia tay, thì chốc nữa mợ về á, cậu nói với mợ một tiếng, để mợ có thể là mợ trả lại cho cậu bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Đòi cả 10.000 thì chắc mợ không trả lại đâu, nhưng mà ít ít thì chắc cũng có hy vọng. Cậu cứ thử xem, chả mất gì. Liễu đề nghị rất hợp lý, nhưng ông Thành thấy rằng co khó xử quá. Khi đã nắm chắc chuyện phản bội của Hương, ông biết mình không còn đủ can đảm để nói chuyện với Hương một cách bình thường được nữa. Kể từ giờ phút này, nếu phải nói là phải chửi, mà phải chửi ầm lên bằng những ngôn từ hạ cấp nhất thì mới hả giận. Hoặc nếu cần thì có thể ông cũng phải tát cho nàng mấy cái, đạp nàng té lăn ra đường cho bỏ ghét. Nhưng cả hai biện pháp, chửi và đánh, ông đều không thể áp dụng được ở đây. Mặc dù bản tính ông vốn không phải người hiền, ông cũng đã từng nhẫn tâm nặng lời với vợ ông bên Mỹ từ lúc ông gặp Hương và nhất quyết đòi ly dị. Chửi vợ thì được, nhưng chửi Hương thì không nên, bởi nhân viên và khách hàng nghe được, chẳng những người ta không thương ông nữa mà còn cười ông già đầu mà dại, đem tiền cho gái có đòi được không. Đánh Hương thì ông lại càng không dám đánh, bởi thằng Tuân sẽ không để ông yên. Trên đất nước này, Việt Kiều như ông bao giờ cũng là kẻ xa lạ, không biết những bất đắc gì có thể xảy đến với mình. Thôi thì thà cứ lặng lặng bỏ cuộc và tự an ủi là của đi hay người. Dung dè dặt nói. Em thì em khẳng định là mợ không có giả lại. Tiền vào tay mợ thì khó mà lột ra ngoài lắm. Em biết tính mợ mà. Chị nhớ chú Tị giao bột sắn với lại bột đậu xanh cho quán mình không? Cứ 3 tháng mới tới lấy tiền một lần đó. Hôm nọ nè, chú ấy đến tính tiền, về nhà xem lại sổ sách thì chú phát hiện ra là mợ trả thiếu đâu 50.000 á. Chú ấy chạy lại năn nỉ. Mợ cũng biết là mợ trả thiếu, mà mợ nhất định không chịu trả. Chị biết không, mợ còn bảo thế này này: đồng tiền nó liền khúc ruột, đừng có rộng rãi quá, có ngày hối không kịp. Liễu phì cười. Mày đã biết thế, sao mày còn xúi cậu đòi? Con Dung cũng cười theo. Thì cứ đòi cầu may, biết đâu ông giời ông ngó lại thì sao. Ông Thành lại buồn rầu tiếp. Cả mấy gói quà, cái máy chụp và cái đồng hồ Rolex của cậu, mợ Hương cũng giấu luôn rồi. Dung bồi thêm một câu tàn nhẫn. Giấu để cho anh Tuân đấy cậu ạ. Mấy cái thứ ấy là của riêng cậu, nhất là cái đồng hồ thì cậu phải đòi lại. Đừng có để mợ tặng hết cho anh Tuân đấy. Liễu đưa mắt nhìn Dung. Vừa lúc ấy có khách gọi tính tiền, Dung vội quay ra. Liễu hỏi ông Thành. Thế giấy tờ cậu còn đủ cả không?
Giấy tờ thì dĩ nhiên là còn. Liễu tha thiết nói: Vậy bây giờ cậu có muốn nán lại chờ mợ để hỏi tiền hay không? Nếu cậu nhắm mà cậu đòi được tiền thì cậu ở lại chờ. Không thì con đề nghị thế này nhé. Con gửi cho cậu 100 đô trưa nay cậu cho con á. Vé máy bay thì chắc cậu đã mua rồi. Con nghe bảo là đổi vé máy bay người ta không có tính thêm tiền. Cậu chỉ cần 100 đô để tiêu vặt thôi. Bây giờ cậu lên cậu đóng hành lý đi, rồi con gọi taxi cho cậu ra khách sạn. Mai cậu về Mỹ, coi như là dứt hẳn chuyện tình bên này. Con quên nói với cậu, bố anh Tuân á, là đại tá công an. Mợ Hương dựa vào anh ấy nhiều lắm. Con nói thế chắc cậu hiểu. Sở dĩ Liễu đưa đề nghị này là vì Liễu biết rõ thế lực của Tuân, lại biết Tuân và Hương đều mang bản tính tàn nhẫn. Trong thâm sâu, Liễu rất muốn ông Thành nán lại, chửi cho Hương một trận ầm nhà ầm cửa lên cho Hương xấu hổ, rồi ông hẵng đi. Nhưng Liễu lại sợ, làm thế chẳng những ông không đòi được tiền, mà có thể sẽ gặp rắc rối do Tuân gây ra. Thôi thì thà cứ để ông rũ áo ra đi, cầm bằng như thua một canh bạc cháy túi, chỉ vì thiếu may mắn. Ông Thành vốn có thiện cảm với Liễu, dù mới đây Liễu đã khước từ lời cầu hôn của ông. Ông biết Liễu là người đứng đắn, lại hết lòng với ông, nên những gì cô nói ra chắc chắn không hàm chứa ý đồ hại ông. Cho nên ông cảm động bảo: Ừ, con cho cậu mượn lại 100 đô đó đi, rồi về Mỹ cậu sẽ gửi trả con. Cậu có thẻ tín dụng nhưng mà bên này khó xài quá. Chỉ những hotel thật lớn hay là những cửa tiệm quốc tế, họ mới chịu nhận credit card. Tiền mặt thì lúc nào cũng tiện hơn. Con Dung nó nói đúng, tiền lọt vào tay mợ thì dễ gì đòi lại được. Mà chả nhẽ cậu lại lớn tiếng cãi nhau với mợ hay sao? Thôi thì kết thúc cho xong, cậu chẳng muốn gặp lại mợ nữa là gì. Dứt lời, ông đứng dậy định lên gác lấy hành lý xuống và ra đi cho dứt chuyện. Nhưng bỗng có tiếng phone reo trên quầy. Liễu nhấc lên và vui mừng nhận ra ông Lý Quân Vương, bạn của ông Thành, hồi sáng có gọi cho ông. Liễu quay sang ông Thành vui vẻ nói: Thưa có cậu Thành đây ạ, xin ông chờ cho một chút. Buồn ngủ gặp chiếu manh, ông Thành đỡ ông nghe và bừng tỉnh tự trách tại sao không nhớ ra ông Vương sáng nay đã gọi ông. Gặp ông Vương thì có thể mượn tạm ít tiền, hỏi lấy lại 100 đô của Liễu. Huống chi ông cũng đang cần nói chuyện với bạn ông về căn nhà sắp bán bên Mỹ. Ông cất tiếng hỏi: Ông Vương hả? Ông đang ở đâu đấy? Tôi cũng đang cần gặp ông đây. Sạn Mỹ Hoa, khách sạn Mỹ Hoa. Phòng mấy? À quên, nó nằm ở đường nào? Tôi nhớ rồi. Thôi, ông khỏi lại đây. Ông đừng có đến đây, để tôi tới gặp ông. Nhớ chờ tôi nha. Ok, bye. Dứt lời, ông Thành cúp phone rồi lên gác đóng hành lý. Ông dứt khoát không nán lại đây nữa, vì có dùng rằng luyến tiếc cũng chả mang lại lợi ích gì. Ông lên được mấy bậc cầu thang thì Hương gọi phone về. Liễu nhấc điện thoại ở quầy và giật mình hỏi: Mợ đang ở đâu vậy mợ? Mợ sắp về chưa? Hương lúc đó vừa ra khỏi nhà Tuân, định xuống chợ Sài Gòn để tránh mặt ông Thành, nên Hương hỏi: Cậu về chưa? Liễu quay nhìn lên gác và đáp nhỏ: Dạ thì cậu về từ nãy giờ, đang chờ mợ. Mợ có muốn nói chuyện với cậu không? Hương gắt nhẹ: Nói làm cái gì nữa? Còn chuyện gì mà nói nữa đâu? Ta đã nói là để ông ấy đi đi, giải quyết một lần cho nó xong. Liễu bực mình gắt lại: Hay, thì lúc nãy chính mợ điện về bảo con là mợ đi tìm cậu. Mợ còn nói là nếu cậu về thì giữ lại, rồi chờ mợ về để nói chuyện. Mợ quên rồi à? Hương dịu giọng đáp: Thì bây giờ tao nghĩ lại rồi, tao thấy không nên. Cắt đứt cho nó xong cho rồi, giằng dai làm cái gì? Liễu nén tiếng thở dài nói: Vậy thì mợ đừng có về vội. Con đoán là cậu cũng sắp đi rồi. Khi nào cậu đi con gọi cho mợ liền. Hương hài lòng bảo: Ừ, nhớ đừng níu kéo, đừng có giữ chân ống lại nữa. Mày bảo với chúng nó như thế, lão đi thì cứ để cho đi, đừng gọi xong rồi gọi di động cho tao nhé. Liễu gác máy đi nhanh xuống bếp để thông báo cho mọi người biết. 15 phút sau, ông Thành xách vali xuống. Tất cả đám người làm đã tụ tập sẵn ở quầy, nhìn ông thương cảm. Liễu mở ngăn kéo, vét hết tiền trong đó trao cho ông Thành và nói: Dạ, đây tiền bán hàng từ sáng đến giờ, có bao nhiêu thì con gửi cậu hết. Cậu giữ làm lộ phí. Dù sao đi nữa thì cái quán này
Nó cũng là quán của cậu. Lát nữa mà mợ Hương có hỏi thì con nói là con đưa cho cậu hết rồi. Ông Thành còn ngần ngừ thì con Dung đã lên tiếng thúc giục. Cậu cầm đi cậu, cậu cầm hết đi cậu, chả có bao nhiêu hết á, nhưng mà để cậu tiêu vặt. Mọi cái đầu chung quanh đều gật để tỏ ý đồng tình. Ông Thành cảm động nhìn khắp lượt, nước mắt tuôn trào ra. Chiếc taxi do Liễu gọi vừa tới trước cửa quán. Liễu theo ông Thành ra tận cửa xe và nhắc: Cậu ơi, giấy tờ cậu đầy đủ chưa? Cậu kiểm tra xem là có quên cái gì không? Ông Thành không đáp, ông lấy tấm danh thiếp trao cho Liễu và dặn nhỏ: Hễ Liễu cần bất cứ việc gì thì cứ liên lạc với cậu, gọi phone collect cũng được, cậu sẽ trả tiền điện thoại. Liễu hứng hờ cầm tấm business card của ông Thành, nhét vào túi áo trước ánh mắt tò mò của Dung. Cả mấy tiếng đồng hồ vừa qua, ông Thành và Liễu cứ dù gì với nhau phía sau quầy, khiến Dung chợt nảy ra ý nghĩ ngờ vực. Chẳng biết hai người nói những gì với nhau, biết đâu họ chả có tình ý. Nhưng Dung lầm mà ông Thành lại càng lầm hơn. Liễu đứng về phía ông và ngấm ngầm phản đối Hương, chỉ vì Liễu ghét cái tính lang chạ và dối trá của Hương, chứ không hề có thiện cảm với ông Thành. Có chăng chỉ là một chút tội nghiệp kẻ dại cờ mà thôi. Bản tâm Liễu vốn không đồng ý việc những ông già từ hải ngoại mang tiền về dụ dỗ các cô gái nghèo như Liễu. Đối với Liễu, hôn nhân kiểu này không xây dựng trên tình yêu và sự chân thật, nên không thể bền vững được. Liễu mở cửa taxi, gián tiếp giục ông Thành lên xe trước khi Hương về. Ông mủi lòng chớp mắt chào Liễu, chào khắp lượt đám người làm và xúc động nói một câu nghe cải lương nhưng rất thật lòng: Cậu đi chuyến này trắng tay, không còn đồng nào để tặng các con thông cảm cho cậu. Dăm ba đứa vốn đa cảm rơm rớm nước mắt, đưa tay chùi mắt. Riêng con bé Tú thì òa lên khóc rồi quay xuống bếp. Chị Sáu cố ngăn dòng lệ, lên tiếng thay cho mọi người: Dạ, con chúc cậu lên đường mạnh giỏi. Chị em tụi con ở đây á, không bao giờ quên cậu hết á. Ông Thành chui vào xe, nhìn lại lần cuối quán Cung Đàn, cơ sở kinh doanh mà ông đã dốc sức gây dựng. Mỗi cô nhân viên còn dáng nói thêm một lời chia tay biện diện, y như tiễn đưa ông Thành lên đường đi nghĩa vụ sinh Bắc tử Nam. Khách trong quán ngơ ngác nhìn ta, chả hiểu tại sao toàn thể nhân viên Cung Đàn lại giã biệt ông Thành một cách nghiêm trọng như thế. Họ đều biết ông Thành là chủ quán này, là người yêu của Hương và mới từ Mỹ về hôm qua, không lẽ vừa về có một ngày lại đi ngay. Chỉ riêng có thằng Túy đứng tựa quầy, nét mặt tương đối bình thản, nhìn hoạt cảnh trước mắt. Trong thâm sâu nó vẫn bảo vệ lý luận của nó là ông Thành không đáng thương, bởi ông phải biết trước Hương không bao giờ chung thủy với ông khi ông vắng mặt. Việt Kiều về lấy vợ bé, nhất là Việt Kiều lớn tuổi như ông Thành, phải chấp nhận như thế, đừng trông đợi người ta nằm chơ vơ mà chờ đợi mình vài tháng mới về một lần. Huống chi đối với Túy, khi ông Thành đã dại dột ngay từ đầu là bởi vì ông cung phụng cho Hương quá nhiều. Khi người ta dư thừa vật chất thì sẽ nảy sinh những khao khát về tâm hồn. Đáng lẽ ông chỉ nên chu cấp nhỏ giọt để Hương đủ sống mà mong đợi ông, thì ông lại vung tay tiếp tế cho nàng vượt cả sự mong đợi của nàng, khiến ông phải lãnh hậu quả. Nói tóm lại là ông không đáng thương. Giờ này ông cuốn gói ra đi, Túy cũng vẫy tay chào ông, nhưng nét mặt nó rừng rưng đến độ lạnh lùng. Nửa tiếng đồng hồ sau, khi taxi dừng lại trước cửa khách sạn Mỹ Hoa, ông Thành đếm tiền trả tài xế, mới khám phá ra trong nắm tiền Liễu đưa cho ông có cả tờ $100 mà sáng nay ông đã tặng Liễu. Ông bùi ngùi thở dài và càng lấy làm tiếc chuyến về đầu tiên đã không gặp được người tử tế như Liễu. Ông bước lên hành lang, gõ cửa buồng ông Vương và lấy làm lạ vì ông Vương chỉ có một mình. Ông Vương cũng ngạc nhiên không kém vì không ngờ ông Thành đến thăm mình mà lại lôi theo cả hành lý. Ông Vương hỏi: Đi đâu mà xách vali lớn thế này? Ông Thành chưa kịp trả lời thì ông Vương lại nói ngay: Bỏ đồ đạc vào trong này, xuống phòng ăn ngồi nói chuyện. Nhân tiện tôi mời ông ăn tối luôn với tôi,
bữa nay tôi order nhiều món ngon lắm. Ông Thành chẳng còn bụng dạ nào mà thưởng thức món ăn. Ông đứng yên ở cửa, mệt mỏi bảo ông Vương: tôi không ăn uống gì đâu. Nói đúng ra là mới ăn xong. Ở đây còn phòng không? Tôi cần lấy một phòng nằm nghỉ. Điều thứ hai quan trọng hơn là ông cho tôi mượn chừng 500 đô, về bên ấy tôi trả. Từ lúc thấy ông Thành xuất hiện ở hành lang với cái vali du lịch khá lớn, kèm theo khuôn mặt phờ phạc, ông Vương đã đoán ngay là có chuyện gì bất thường. Nhất là ông biết ông Thành vừa về nước hôm qua. Vừa về nước có nghĩa là giờ này đáng lẽ ông phải quấn chặt lấy người tình, dứt không ra mới phải. Chỉ nội việc ông chạy lại đây gặp ông Vương đã là dấu hiệu không tốt rồi. Bây giờ lại nghe ông Thành hỏi mượn tiền, một điều chưa xảy ra bao giờ, ông Vương càng tin chắc bạn mình đang gặp rắc rối lớn. Nhưng ông Vương chưa tiện hỏi. Bài học cụ Phát và hàng loạt bạn bè của ông về đây hốc hác vì tình với Đào Nhí, ông Vương luôn luôn ghi nhớ trong đầu và đoán chắc ông Thành cũng đang lâm vào hoàn cảnh tương tự. Từ những so sánh chung quanh, ông Vương càng cảm thấy mình may mắn vì cô út chợ gạo của ông là người cực kỳ trung thủy, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên bà mẹ, kiên nhẫn chờ ông về để đưa vào khách sạn. Ông Vương móc bóp lấy ngay ra mấy tờ 100 đô đưa cho ông Thành, đồng thời nhắc lại: hồng thì đây lúc nào cũng có, để tôi lấy cho ông. Nhưng ông nên xuống ăn với tôi, ngon lắm. Tôi biết ông vào Việt Nam nhiều lần cũng như tôi, đã từng thưởng thức mọi thứ sơn hào hải vị, nhưng mà ít khi ông ăn cơm Việt Nam, hoặc có ăn thì đôi khi cũng gặp người nấu không có đúng. Ông nên thử ở đây với tôi. Ông Thành cầm tiền nhét vào túi, rồi ráng nở nụ cười cho đỡ ngượng và bảo ông Vương: tại ông là chủ tịch hội văn hóa về nguồn nên ông mới biết thế nào là cơm Việt Nam thuần túy, chứ như tôi thực bất chi kỳ vị, ăn cái gì cũng thấy như nhau. Ông mời tôi nó phí đi. Thôi, ông xuống ăn, tôi cần lấy phòng ngay để cất đồ đạc. Ông Vương hơi thất vọng nhưng vẫn níu kéo: dứt khoát không ăn với tôi phải không? Đi, tôi đưa ông lại lấy phòng. Ở đây rẻ mà phục vụ ân cần lắm. Tôi thì tôi thích cái hotel này là vì nó có cái không khí gia đình. Quả đúng như ông Vương nhận xét, cái hotel mini này chỉ có 20 phòng, giá 25 đô một ngày. Muốn ăn món gì thì buổi sáng dặn nhà hàng, buổi tối đầu bếp sẽ phục vụ đúng ý. Thịt đông dưa chua, canh rau đay cà pháo, gà luộc rắc lá chanh, đặc sản ở quê nhà nấu rất khéo, khiến ông Vương chẳng cần phải đi ra ngoài. Ông Vương lấy phòng cho ông Thành xong thì chia tay. Người vào buồng, kẻ xuống bếp. Ông Vương ân cần dặn: này, có cần gì thì nhớ gọi tôi, phòng tôi ông biết rồi. Nếu ông không buồn ngủ thì lát nữa đi uống cà phê với tôi. Có mấy cái biệt thự cũ bây giờ biến thành quán cà phê rất là thơ mộng, nhạc lại hay nữa. Nói thật, bọn mình về đây cứ vướng bận các bà, thành thật có mấy khi được đi chơi với nhau đâu. Tuy xúc động vì thái độ vồn vã của ông Vương, nhưng ông Thành biết mình chẳng muốn mang khuôn mặt tiểu não đi đâu, nên chỉ cười buồn: để xem, tôi nằm nghỉ một chút cho khỏe rồi tính. Ông Vương thả bộ theo hành lang xuống nhà ăn. Ông Thành kéo vali vào phòng, để nguyên quần áo nằm vật ra giường. Căn buồng nhỏ bắt đầu mờ tối, nhưng ông chán nản chẳng thèm bật đèn. Ông nhắm mắt lại và lập tức hai dòng lệ trào ra hai bên má. Đời ông đã bao phen vất vả tủi nhục từ những ly tán của chiến tranh, những nhọc nhằn của cơm áo, nhưng chưa bao giờ ông phải nếm trải một nỗi đau quá lớn như hôm nay. Người yêu bội bạc trắng trợn mà ông không làm gì được, những dâng hiến về tình cảm, những cung phụng về vật chất, suốt 2 năm ông đã cho hết những gì ông có thể cho, chỉ mong Hương đáp lại hai tiếng trung thủy mà không được. Đau hơn nữa là Hương không hề ngoại tình lén lút. Hương ngang nhiên đem người về ngủ ngay trước mặt cả chục nhân viên, để họ biết mà chê cười ông ngu si, hoặc nhìn ông bằng ánh mắt thương hại cả nửa năm nay. Ông thoáng nhớ đến bà vợ và mấy đứa con bên Mỹ, nhưng lại gạt đi ngay bởi ông không hề tính đến chuyện tái hồi. Về lại với gia đình, ông xấu hổ và mặc cảm lắm, khó lòng mà còn lấy lại được cái không khí êm đềm như xưa.
Nằm lâu lắm, ông Thành mới mở mắt ngồi dậy. Trông ra cửa sổ phía sau, ông thấy trời đã tối hẳn và đèn đường nhất loạt bật lên, tỏa những tia sáng vàng vọt xuống con phố nhỏ chạy ngang lưng khách sạn. Ông tụt xuống giường, men theo vách tường mò mẫm bật đèn. Ông cúi xuống mở vali, tìm cái túi nhỏ đựng bàn chải và kem đánh răng. Tự dưng lòng ông nao nao nghĩ đến Liễu ở quán cung đàn. Ông biết chắc giờ này chỉ có Liễu ở bên cạnh vỗ về ông mới giúp ông xóa tan được niềm đau bị Hương phản bội. Ông đưa mắt nhìn cái phone ở đầu giường, nôn nóng muốn gọi cho Liễu, nhưng lại sợ gặp Hương nên ông đành thôi. Ông thẫn thờ đi tới đi lui một lúc rồi lại nằm lăn ra, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Mới có 3 ngày mà vật đổi sao rời, chớp mắt đã tang thương. Hôm kia ông còn nằm trong khách sạn Sài Gòn, sai Phi đến quán cung đàn làm gián điệp 2 ngày liền. Rồi khi Phi quả quyết Hương không hề có người yêu bên này, ông mới hăm hở về đoàn tụ với Hương, chan hòa niềm vui và tình yêu mãnh liệt. Vậy mà hôm nay ông đã trở thành một con người khác, một kẻ thất trận cay đắng trên tình trường. Cuộc đời có những khúc rẽ bất ngờ mà gần 60 năm nếm trải, ông vẫn không đoán trước được. Nằm thêm một lúc, ông Thành ngồi dậy. Cả ngày hôm nay chỉ ăn có mỗi tô phở chung với Hương, mà rồi buồn quá ông quên cả đói. Ông đứng lên, vào buồng tắm. Nhìn mình trong gương, ông sửng sốt thấy ông xuống sắc quá nhanh. Khuôn mặt hình như gầy hẳn đi và đôi mắt vừa hõm sâu xuống. Những đường nhăn chung quanh hiện rất rõ nét. Sách tướng bảo đó là điểm xui cần phải tránh. Chẳng biết có xui hay không, nhưng trước mắt ông không muốn ông Vương nhìn thấy ông hốc hác như thế này. Rồi sẽ hỏi han lôi thôi và về Mỹ kể lại cho thiên hạ nghe, có thể đến tai vợ con ông. Cho nên ông vội lấy dao, cạo râu, cởi quần áo, vào bồn tắm. Ông nằm ngâm mình khá lâu, đắp khăn nhúng nước nóng lên mặt cho tỉnh táo. Ông miên man tính toán xem chuyến này về Mỹ, ông sẽ mướn nhà ở đâu và làm gì để sống qua ngày. Con đường tương lai ông hoạch định từ 2 năm nay, về Việt Nam an hưởng cuộc đời còn lại bên cạnh Hương, với số thu nhập đều đặn từ quán cung đàn. Ông thấy hậu vận của mình êm đềm như bức tranh vẽ, bây giờ thì hoàn toàn sụp đổ, như căn nhà trên bãi biển gặp cơn sóng thần ập vào bất ngờ. Ông phải chuyển hướng và khởi sự lại từ con số 0 ở cái tuổi mà nhiều người đã bắt đầu về hưu. Càng nghĩ, ông càng thấy nhức buốt và thêm oán hận Hương. Cả nửa tiếng đồng hồ sau, ông mới bước chân ra, người thấy tỉnh táo và nhẹ nhàng như vừa trút được một lớp bụi dày bám quanh thân thể. Ông quấn cái khăn bông lớn chung quanh bụng, tiến lại mở vali tìm quần áo thay. Vali của ông thuộc loại khá lớn, bây giờ rộng thênh thang sau khi Hương đã lấy ra mấy món quà. Ông lật từng sấp quần áo, lựa cái quần màu cà phê sữa với áo sơ mi xanh da trời hợp với màu da của ông, nghĩa là giúp cho mặt ông đỡ nhợt nhạt. Lúc rũ cái áo thẳng, tình cờ một cái bao nhỏ bằng vải nhung rớt xuống sàn. Ông giật mình cúi xuống nhặt lên và nhớ ra sợi dây đeo kết bằng những viên ngọc trắng luồn sợi chỉ màu nâu. Cái vòng YZ không đắt lắm, chỉ hơn 1.200 đô tính cả thuế, nhưng nó là thứ thời trang ở cổ tay mà các bà các cô cho là sẽ đem lại sự may mắn, giống như những cây phong thủy đặt trong nhà trong tiệm. Lúc ông Thành hỏi mua ở hiệu Kim Hoàn, bà chủ tiệm cứ nhấn mạnh mãi với ông rằng: "Mốt năm nay đấy, người Hoa người ta tin lắm ông ạ. Ngọc trắng mà đeo ở tay hay ở cổ, chẳng những gặp hên quanh năm mà lại còn tránh được tai nạn, rồi trị bá bệnh nữa. Này có cái bà kia ở Pomona đấy, bị cao máu cả chục năm rồi, rồi bị tiểu đường gần như cả mù mắt ấy. Thế mà tôi đây tôi bán cho sợi dây y như thế này này, mang về đeo, có nửa năm sau à, mọi chứng bệnh cứ hết sạch sành sanh ấy. Bác sĩ mà còn phải kêu lên là vì ông không thế nào ông giải thích nổi cơ mà." Ông Thành chỉ cười. Bà chẳng cần thuyết phục, ông cũng mua cho Hương. Hên hay xui tính sau, miễn nàng vui là ông hạnh phúc rồi. Có điều vì chuyến này ông mang về nhiều quà quá, cho nên ông phải phân tán mỏng, không tập trung vào một chỗ, sợ bị khám xét và đánh thuế. Riêng cái vòng này vì nhỏ, lại đựng trong cái bao nhung kích thước chỉ bằng cái hộp quẹt, nên ông nhét đại vào túi.
túi một cái áo sơ mi, cũng nhờ vậy mà không bị Hương phát hiện và tịch thu mất. Ông Thành mở nắp bao, lôi sợi dây ra. Ông thở dài nhìn những viên bạch ngọc xinh xắn như chuỗi lần hạt của các tín đồ. Ông thốt nhớ đến Liễu và tiếc rằng lúc ở quán không biết còn món quà này để tặng Liễu. Giờ này ngồi trong phòng vắng, ông thấy rõ lòng mình nghĩ đến Liễu nhiều hơn cả Hương. Ông ngồi xuống mép giường, từ người đăm chiêu nhìn ra cửa sổ và nảy ra ý nghĩ táo bạo là quay trở lại quán cung đàn trao cái vòng ngọc này cho Liễu. Nhưng ông chỉ thoáng nghĩ thế thôi chứ không dám thực hiện. Trở lại quán chỉ vì Liễu đã thấy kỳ cục với mọi người rồi. Huống chi nếu ông công khai dành sự chú ý cho Liễu thì Liễu sẽ trở thành mục tiêu căm thù của Hương, rất bất lợi cho Liễu khi ông đã đi rồi. Ông cũng có thể mướn người, chẳng hạn một anh chạy xe ôm như phi, cầm món quà này lại quán công đàn đưa cho Liễu, nhưng lại sợ người ta gạt và lấy mất. Ông buồn rầu thở dài, rồi bỏ cái vòng ngọc trên mặt bàn và lại quay vào phòng tắm. Ở phòng bên cạnh có tiếng cười đùa khúc khích của một cô gái trẻ nhõng nhẽo với người yêu, rồi tiếng bước chân đuổi nhau từ buồng tắm chạy lao lên giường. Ơ, anh đừng có làm thế, em nhột lắm, buông em ra nào để em mặc quần áo vào. Vách tường ô ten khá mỏng cho nên bên này nói lớn bên kia có thể nghe được rõ mồn một. Ông Thành buốt nhói nhớ lại bao nhiêu lần Hương cũng đã đùa nghịch với ông trong phòng khách sạn đủ loại từ Sài Gòn, Đà Lạt, Hà Nội và Vũng Tàu. Mới đây thôi mà tất cả bây giờ như đã xa xôi lắm, chỉ còn toàn là những hình ảnh xót xa của dĩ vãng. Ông thở dài cố xóa đi những kỷ niệm về Hương. Ông cúi xuống vặn vòi nước nóng, dùng hai bàn tay phục nước đắp lên mặt cho tỉnh táo. Rồi ông mở ngăn kéo, lấy cái lược răng thưa nhẹ nhẹ chải đầu. Từ mấy năm nay ông có thói quen chải tóc rất cẩn trọng. Ông không dám chải mạnh như thời còn trẻ vì tóc ông bây giờ thưa thớt lắm, mỗi lần tắm là mỗi lần rụng bớt. Đứng sấy tóc mới được một phút, ông nôn nóng chịu không nổi, lại tắt máy quay ra, đứng ngẫm nghĩ một chút, rồi lấy hết can đảm quyết định hôn cho Liễu, dù chẳng biết hôn có lợi gì cho ông và Liễu hay không. Chắc ông chỉ cần nghe giọng Liễu để khỏa lấp nỗi quạnh hiu đang vây chặt xung quanh. Ông thở mạnh tự trấn tĩnh, tay ông run run ấn số. Bên kia đầu dây vừa nghe tiếng chuông reo, tim ông đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Ông hồi hộp như thời mới lớn, ngỏ lời tán tỉnh lần đầu trong đời. May quá ông nhận ra giọng Liễu lẫn trong tiếng nhạc ầm vang ở quán. Alo, cà phê công đàn nghe đây. Ông cảm động nói nhanh. Liễu hả? Cậu đây, cậu Thành đây. Liễu giật mình mở to mắt và reo lên. Ủa, cậu hả cậu? Cậu đang ở đâu đấy? Cậu có cần gì không? Cậu quên giấy tờ hả? Hay là cậu muốn gặp mợ Hương? Mợ về nhưng mà lại đi rồi. Ông Thành thở phào và thấy lòng mình ấm hẳn lại. Ông dịu dàng bảo. Không, cậu có cần gì đâu. Cậu gặp mợ Hương làm gì nữa? Cậu đang ở khách sạn Mỹ Hoa. Khách sạn Mỹ Hoa phòng số 17. Cậu phun cho Liễu là vì cậu có món quà muốn tặng Liễu, nhưng không biết làm sao gặp được. Trái với niềm mong ước của ông Thành, Liễu không tỏ vẻ háo hức. Cô thản nhiên nói. Cậu cho con làm cái gì? Con biết là cậu đang kẹt tiền mà. Không, quà cậu mua từ bên Mỹ trước khi về đây. Thôi cậu cứ giữ đi. Hay là cậu đem về Mỹ cậu bán lại đi cậu. Ông Thành tha thiết níu kéo. Cậu muốn tặng Liễu làm kỷ niệm vì chả biết bao giờ mới có dịp gặp lại. Cậu đề nghị thế này này, Liễu đón taxi chạy lại đây, được không? Từ quán đến đây chỉ khoảng 15-20 phút là cùng. Liễu cứ nói với tài xế là chạy lại khách sạn Mỹ Hoa. 20 phút thôi. Với lại lúc nãy Liễu trả lại cho cậu 100 đô, làm cậu áy náy quá. Cậu có tiền rồi, mới rút ở ngân hàng, cậu muốn gửi lại 100 đô đó cho Liễu. Liễu thật tình nói. Không, con bỏ quán đi sao được cậu. Mợ biết thì chết, mợ đuổi liền á. Với lại con không có dám đến khách sạn đâu. Từ bé tới giờ con chưa bao giờ con đặt chân vào khách sạn. Con sợ lắm. Ông Thành hết sức thất vọng.
nhưng để chứng tỏ lòng thành, nghĩa là không cố ý kéo Liễu vào ô ten để lợi dụng, ông đổi hướng bảo: Liễu không đi được, nếu mà dứt khoát là Liễu không đi được thì cậu đề nghị thế này: bây giờ cậu chạy lại quán, nhưng cậu không có vào, cậu sẽ chờ Liễu ở ngã ba, chỗ rẽ vào cà phê Cung Đàn, trước cửa cái sạp báo với bên cạnh cái xe nước mía đó, Liễu biết đó. Độ nửa giờ nữa Liễu ra đấy gặp cậu. Nửa giờ nữa nhé, cậu sẽ đưa quà cho Liễu rồi cậu chạy về ngay. Thôi cậu, con không dám làm phiền cậu như vậy đâu. Cậu nghỉ cho khỏe đi, rồi mai cậu bay về Mỹ. Còn quà đó cậu cứ mang về cậu bán lại cho người khác. Con nói thật đấy. Ông Thành buồn đứt ruột vì biết mình không lay chuyển được Liễu. Ông đem tình cảm ra cũng không xong, mà đem tiền nhử cũng chả dụ được Liễu. Ông thở dài rồi đổi đề tài: Mợ Hương có nói gì cậu không? Liễu dài dòng kể: Dạ, thì lúc chiều á, cậu vừa mới đi thì mợ điện về. Mợ hỏi con là cậu đi chưa, thì con nói là đi rồi. Xong mợ lại hỏi là cậu có mang hết hành lý đi không, thì con nói là mang hết rồi. Bây giờ thì mợ mới về. Rồi mợ dẫn theo cả anh Tuân đấy cậu ạ. Con với con Dung thì con nói thẳng là cậu hết tiền rồi. Cậu hỏi vay con, mợ bảo là chúng mày chỉ lo bò trắng răng, cậu thiếu gì tiền. Còn anh Tuân thì anh nói Việt Kiều về nước ăn chơi bất như thế là còn ít lắm, chả thấm vào đâu. Cậu thấy không, cậu đi là phải rồi. Nói chuyện với mấy người ngang ngược ấy, làm sao cậu nói lại được. Ông Thành chua chát bảo: Thôi bỏ chuyện ấy đi, cậu không muốn nhắc lên nữa. Cậu gọi điện chỉ để nói chuyện với Liễu thôi. Rồi ông quay lại mục tiêu cũ, chỉ chiết bảo Liễu: Cậu nói thật, trước khi về Mỹ cậu muốn gặp riêng Liễu một lần, Liễu có thể chạy lại đây được không? Cậu nói thật mà, cậu muốn gửi Liễu một món quà để Liễu giữ làm kỷ niệm. Nhưng Liễu vẫn giữ vững lập trường: Dạ con cảm ơn cậu, nhưng mà con đi không có được, không có phép của mợ Hương mà đi là đi luôn á, cậu thông cảm cho con. Ông Thành nhấn mạnh: Giả như Liễu có phải nghỉ luôn thì cậu cũng thừa sức lo cho Liễu kìa. Đi đi, bảo con Dung nó coi quán, Liễu lấy taxi chạy lại một lúc rồi về, mợ Hương chắc chưa có về ngay đâu. Liễu chưa kịp trả lời ông Thành thì mấy người khách lại quầy trả tiền vì sắp đến giờ đóng cửa quán, Liễu đành phải kết thúc. Thôi cậu nghỉ đi, mai cậu về Mỹ, con chúc cậu nhiều may mắn, con chào cậu. Rồi Liễu gác phone để lo công việc. Ông Thành cũng buông điện thoại rồi thẫn thờ bước ra hành lang, lòng buồn day dứt và một lần nữa lại hối hận vô biên vì đã yếu lòng hôn cho Liễu. Chẳng được ích lợi gì mà chỉ càng đau đớn hơn. Mảnh sân nhỏ trước khách sạn thấp thoáng vài bóng cây dưới ánh đèn mờ lung lay theo làn gió đêm thoang thoảng. Ông Thành đứng trên hành lang thấy toàn thân mệt mỏi rã rời như sắp té quỵ. Tình trạng suy nhược này chưa từng xảy ra bao giờ. Có lẽ đêm nay vì vừa đói, vì vừa tâm hồn hoảng loạn, ông đứng yên một chút để lấy lại quân bình, rồi thất thểu đi về phía nhà hàng ở cuối sân. Ông định phải ăn một bát súp nóng để lấy lại sức, rồi về phòng uống thuốc ngủ cho vơi nỗi sầu. Một cặp vợ chồng lớn tuổi vừa từ trong quán bước ra, ông Thành vội quay mặt đi, đồng thời đứng nép vào chỗ tối vì ngại gặp người quen. Ông thốt nhớ đến ông bà Vũ Xuyên ở khách sạn Sài Gòn mấy hôm trước và lòng chợt dâng lên chút ngượng ngùng. Biết bao nhiêu đồng hương lặng lẽ về nước để cứu giúp người bệnh, người nghèo. Còn ông, về đây để tán gái và rồi vật vờ chết đi sống lại chỉ vì bất tỉnh. Ông tự hỏi, ông có đáng thương hay không? Từ ngoài cửa nhìn vào nhà hàng, ông Thành thấy ông Vương vẫn còn ngồi trong đó, nói chuyện với một người đàn ông mà chỉ cần nhìn thoáng đã biết là trẻ hơn ông ít lắm cũng 10 tuổi. Ông Thành bước vào, ho nhẹ một tiếng. Ông Vương ngẩng lên nhìn ra, rồi vội vàng đứng dậy chạy lại kéo ông Thành vào bàn mình. Thức ăn đã dẹp hết, chỉ còn bình trà và hai tách cà phê. Bên ly trà của ông Vương có cuốn sách bìa dày màu đỏ thẫm, tựa đề là Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam mà ông đang đọc dở. Sách trong nước bây giờ in rất đẹp, thành ra mỗi lần về,
thể nào ông Vương cũng tạt vào những nhà sách lớn để nhìn cho vui mắt, chứ ít khi ông mua. Ông có cuốn sách gối đầu giường là Lĩnh Nam Chích Quái, đi đâu ông cũng đem theo, rảnh một tí là mở ra đọc, gần như đã thuộc lòng. Ngay cả những ngày về chợ gạo, Mặn Nồng bên cô Út, ông cũng vẫn nặng lòng nghiên cứu về triết Việt và hãnh diện về các bậc tiên hiền Việt Nam từ thuở xa xưa đã vượt hẳn các học giả của Trung Hoa. Mới đây, ông lại có thêm niềm tự hào nữa là dòng họ Lý của ông lan truyền sang Đại Hàn từ thế kỷ 13 và ít nhất đã có Tổng thống Lý Thừa Vãn là người gốc Việt. Ngày ngày coi phim bộ Hàn Quốc, bất cứ tài tử nào họ Lý, ông cũng đều mặc nhiên coi đó là người Việt xuất phát từ Bắc Ninh. Đưa ông Thành vào bàn, ông Vương vui vẻ giới thiệu: đây là Hà Túc, nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Cali. Còn đây là anh Thành, bạn thân của anh, cũng ở Cali. Anh Thành biết không, có điều tình cờ thú vị là tôi chui vào cái hotel này 3 lần, mà lần nào cũng đều gặp Hà Túc ở đây, giết rồi coi nhau như anh em. Người đàn ông tên Hà Túc đứng dậy bắt tay ông Thành rồi thân mật bảo ông Vương: lạ thật đấy anh nhỉ, chắc là anh em mình có duyên với nhau, chứ Sài Gòn rộng mênh mông, người thì đông như kiến, dễ gì mà gặp nhau. Ông Thành vội giấu kín nỗi đau trong lòng để tiếp chuyện người lạ. Ông hỏi Hà Túc cho có chuyện: thế cậu về chơi hay là có business bên này? Hà Túc cười, nụ cười đằm thắm rất dễ gây thiện cảm và nói: dạ thưa, em về thăm quê hương thôi ạ. Gia đình em còn khá đông ở bên này. Nghệ sĩ như em đâu có biết làm business. Điều này thì Hà Túc nói thật. Từ ngày ly dị vợ, Hà Túc không lấy ai, không tìm người yêu mới. Ông về Việt Nam rất thường xuyên, mang theo cái thú nghệ thuật làm ông tốn khá nhiều tiền bạc và thì giờ. Cái thú ấy là chụp hình, mà dân trong nghề thường gọi là săn ảnh đẹp. Thời buổi này kỹ thuật tiến quá nhanh, máy móc quá tinh xảo, giúp cho người thợ chụp hình đỡ được 90% công việc. Hà Túc chỉ cần một cái camera digital nhỏ xíu là có thể rong chơi khắp đất nước tìm đối tượng, khác hẳn ngày trước cứ phải vác theo bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh nặng nề mà chưa chắc đã có được một bộ hình như ý muốn. Túc mê chụp hình lắm, nhưng không bao giờ chụp cảnh mà chỉ chụp người. Mà chụp người thì Túc kén lắm, dứt khoát chỉ chụp đàn bà chứ không bao giờ đàn ông lọt được vào ống kính của Túc. Gọi là đàn bà nhưng thật ra Túc chỉ lựa các cô ở lớp tuổi từ 15 đến 25 Túc mới chụp. Và hễ chụp thì các cô phải hoàn toàn khỏa thân, chứ còn dính một mảnh vải nhỏ trên người Túc cũng không chấp nhận. Nói một cách bình dân là Túc thích những cô người mẫu cởi chuồng, mà chỉ ở Việt Nam mới dễ tìm bởi nhiều cô rất cần tiền. Trong 3 năm miệt mài đeo đuổi nghệ thuật, giờ này Hà Túc đã có được một bộ sưu tập gồm hơn 70 cô người mẫu, đứng bò nằm ngồi đủ kiểu. Những bộ hình ấy được Túc trang trọng đặt vào những cuốn album có ghi mẫu tự ABC để lâu lâu mở ra xem cho đỡ nhớ. Duy có điều đáng quý là Túc rất kín, giữ đúng lời hứa với các cô là chỉ một mình Túc chiêm ngưỡng chứ không khoe cho thiên hạ. Nên các cô cũng chẳng có cớ gì để phiền trách Túc. Túc nâng niu trân trọng những bức hình ấy lắm, bởi vì tất cả người mẫu của Túc đều là con nhà lành, những cô sinh viên, học sinh, nhân viên văn phòng hoặc các cô gái quê cần tiền. Người này giới thiệu người kia giúp Túc tiết kiệm được khá nhiều thì giờ lùng kiếm. Túc không bao giờ tìm đối tượng ở vũ trường, ở những tiệm hát karaoke hay động mãi dâm. Những hình ảnh dễ dãi ấy không đáng để Túc lưu trữ trong thư viện nhà mình. Ông Vương thân Túc như thế mà cũng không hề biết Túc sưu tầm hình phụ nữ khỏa thân, bởi Túc có lần tha thiết bảo ông: em đang thực hiện bộ ảnh trên những nẻo đường quê hương từ Bắc chí Nam. Khi nào mà em triển lãm bên Mỹ đó thì thể nào anh cũng phải đến xem đấy nhé. Vốn là người nặng lòng với văn hóa, ông Vương gật đầu cảm phục và hết lời khuyến khích. Gặp Túc lần đầu, ông đã có thiện cảm ngay, vì Túc luôn ăn nói nhũn nhặn, tỏ ra biết trên, biết dưới. Huống chi Túc lại cho ông biết, bộ ảnh trên những nẻo đường quê hương của Túc sẽ bắt đầu bằng đền thờ các vua Hùng. Với ông Vương thì bất cứ thứ gì dính tới văn hóa cổ truyền đều là đáng quý cả.
Hà Túc chính là người đang làm văn hóa, tức là đi đúng con đường về nguồn của Lý Quân Vương, cho nên ông phải hỗ trợ tinh thần. Ông Thành vừa kéo ghế ngồi, Hà Túc ân cần hỏi: "Anh ăn gì chưa ạ? Nếu chưa thì em xin phép mời anh. Anh là bạn của anh Vương thì cũng như là anh của em." Ông Thành gật đầu: "Cảm ơn cậu, tôi ăn cho vui thôi, để xem có thứ gì nhẹ nhẹ, bún riêu chẳng hạn." Ông Vương quay lại hỏi bà chủ đứng sau quầy tính tiền. Bà vui vẻ bước ra, đến gần bên ông Thành, gật đầu chào và niềm nở bảo: "Dạ, bún riêu cô đồng mới nấu, mời ông xơi thử. Chưa được hân hạnh biết ông, nhưng ông Vương với ông Túc đây khách quen, chúng em chả dám khách sáo. Xin đãi ông thêm đĩa đậu rán chấm tương, ăn lấy thảo ạ." Bà Hàng quay vào, Hà Túc đoán ý ông Vương, đứng dậy nói: "Thôi hai anh ngồi chơi nhé, em có hẹn phải đi bây giờ, em xin phép hai anh." Túc bắt tay cả hai và quay ra cửa. Chờ Túc ra hẳn bên ngoài, ông Vương mới hạ giọng hỏi ông Thành: "Có chuyện buồn phải không?" Câu hỏi tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ làm ông Thành ứa nước mắt. Ông khẽ gật đầu. Ông Vương nghĩ đến gia cảnh của mình vừa trải qua một cơn bão tố cực kỳ mãnh liệt, nên bằng giọng cảm thông, ông bảo Thành: "Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, cần nhất là phải bình tĩnh. Bọn chúng mình đứa nào cũng già cả rồi, trải đời đã nhiều, vui buồn không thiếu. Ông đừng có xuống tinh thần quá mà hại cho sức khỏe. Tôi mới gặp cụ Phát trước hôm vào Việt Nam. Mới hôm nào đấy này, cụ thất tình tưởng ra nghĩa địa rồi. Bây giờ yêu đời lắm, chả còn nhớ gì chuyện cũ nữa." Ông Thành biết ông Vương cố gắng an ủi mình, nhưng ông ngồi yên không nói gì, vì vết thương lòng còn sớm quá, chưa đủ thời gian phai nhạt. Nhà hàng bưng tô bún riêu và đĩa rau sống ra đặt trước mặt ông Thành. Hơi nóng bốc lên, tỏa mùi thơm nhẹ nhẹ. Ông Vương lại nói: "Ăn tô bún đi cho đỡ đói, rồi tôi đưa ông đi nghe nhạc." Ông Thành cười buồn: "Chắc tôi chả đi đâu, ăn xong tôi về nằm ngủ." Ông Vương tiếp tục giảng bài: "Tùy ông, nhưng ông cứ nhớ lời tôi, chuyện gì rồi cũng qua cả, cần nhất là ông đừng có giận đời. Cuộc đời tự nó không đáng giận, cũng chẳng đáng yêu. Nó luôn luôn xuôi chảy nhưng lạnh lùng dừng dưng. Có khi nó đúng ý mình, có khi nó phản lại mình. Vấn đề là mình phải mở mắt ra và đối phó." Ông Thành chán nản ngồi nghe những lời triết lý của chủ tịch hội văn hóa về nguồn. Ông mệt mỏi múc thức ăn, miệng đắng chát không thấy chút hương vị nào hấp dẫn. Nhưng ông cố nuốt vì biết bao tử mình đang trống rỗng. Rồi ông rót nước trà uống cạn nguyên một ly. Mấy lần ông định cất tiếng tâm sự với ông Vương về sự phản bội của Hương, nhưng ông giản tạm. Thật ra thì lúc đầu ông định giấu ông Vương, nhưng lúc nằm ngâm trong bồn tắm, ông mới nhận ra là mình ngớ ngẩn, tâm trí hỗn loạn, mất hết sáng suốt. Giấu làm sao được mà giấu? Từ ngàn dặm xa xôi về thăm người yêu mà lại xách vali chui vào hotel nằm một mình thì giấu làm gì? Chỉ có điều ông buồn quá chưa muốn kể mà thôi. Cho nên ông bảo ông Vương: "Thôi ông đi nghe nhạc một mình đi, tôi về phòng nằm. Sáng mai mình gặp nhau, tôi dậy sớm lắm, có gì ông kêu tôi." Ông Vương thương hại đáp: "Chả nhẽ ông từ Mỹ bay về đây để chui vào hotel nằm ngủ à? Lúc buồn là lúc ông cần có người bên cạnh, có đám đông chung quanh để nó khỏa đấm. Đi với tôi, nhiều mục hấp dẫn lắm. À hay là đi massage một cái cho nó khỏe." Ông Thành vẫn lắc đầu nhắc lại: "Cảm ơn ông, tôi về phòng. Tôi mới ở Mỹ sang, thành thử nó chưa quen tờ giấc." Dứt câu ông đứng dậy, uể oải bước ra. Ông Vương nhìn theo bằng ánh mắt hết sức ái ngại. Ông cứ tưởng ông Thành muốn gặp riêng ông để hàn huyên, nên ông mới ra hiệu bảo Hà Túc lánh mặt. Chứ nếu biết thế này thì ông đi chơi với Hà Túc còn vui hơn nhiều. Khác hẳn với ông Thành là người chỉ biết có Hương, ông Vương tuy có cô út trợ gạo, nhưng bao giờ cũng dành riêng cho mình một đôi ngày ăn chơi ở Sài Gòn trước khi trở lại Mỹ. Bây giờ nhìn ông Thành thất tình, ông Vương càng thấy chủ trương của mình là đúng. Ông Thành vào phòng bật tivi cho đỡ quạnh hiu nhưng không coi. Ông thay pyjama rồi lên giường.
nằm nhắm mắt lại. Giờ này thì ông buồn day dứt, không những chỉ vì mất Hương, mà càng buồn hơn vì ông không đủ khả năng dụ dỗ Liễu đến đây với ông. Thái độ của Liễu làm ông phải xét lại cái nhìn của mình, vì từ trước đến nay ông vẫn đánh giá các cô gái nghèo ở Việt Nam một cách quá hời hợt. Ông cứ tưởng quăng ra một ít tiền là muốn gì cũng được. Chính vì yên chí như thế nên khi bị Liễu từ khước, ông càng thấy đau hơn. Ông hình dung ra Liễu và các cô chạy bàn giờ này ở quán Cung Đàn chắc đang đứng tắm tập thể để chuẩn bị đi ngủ. Rồi ông lại mường tượng trong trí những màn ái ân cuồng nhiệt đang diễn ra giữa Hương và Tuân trên cái giường rộng trong căn phòng do chính tay ông trang trí. Từ nay hai đứa chúng nó không còn phải lén lút nữa, mà sẽ ngang nhiên đú đẩn với nhau cả ngày lẫn đêm, và dĩ nhiên không khỏi cười khúc khích mỗi khi nhắc đến ông một cách giễu cợt. Ý nghĩ ấy làm ông nổi điên lên, nắm chặt bàn tay và đấm mạnh xuống giường uất hận. Bỗng có tiếng gõ cửa, ông Thành giật mình mở mắt ra nhưng vẫn nằm yên vì tưởng là tiếng động phát ra từ trong tivi. Chờ tiếng gõ lần thứ hai, ông mới ngóc đầu lên và đoán ngay là ông Vương sang tìm để rủ đi chơi. Ông ngồi dậy uể oải bước ra. Khi Hiếu Sửa mới biết tình bạn, ông cảm động vì không ngờ ông Vương ân cần với ông như vậy. Có lẽ ông đành chiều ý đi uống cà phê nghe nhạc với ông Vương để khỏi phụ lòng tốt của bạn mình. Ông bật thêm đèn rồi mở cửa. Nhưng trái với dự đoán của ông, trước mặt ông không phải là ông Vương, mà là một cô gái trẻ, dáng cao, tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp không thua gì Hương hay Liễu. Cô mặc quần jean, áo thun trắng, ngắn tới lưng quần, trông thật hấp dẫn. Ông Thành há hốc mồm ngơ ngác nhìn, chưa kịp hỏi thì cô gái lên tiếng. Dạ, anh Vương ở phòng số 3, bảo em sang gặp anh. Ông Thành u ớ hỏi lại. Cô là ai? Anh Vương bảo cô gặp tôi à? Mời cô vào trong này. Ông Thành khép cửa lại rồi vói tay tắt tivi. Cô gái thản nhiên ngồi xuống mép giường. Ông Thành hỏi. Thế cô làm cô quen anh Vương à? Thế anh Vương đâu? Cô gái nhìn ông Thành toan phì cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của ông. Cô đặt cái móp xuống giường và đáp. Dạ em là Yến. Anh Vương gọi điện cho em, bảo là anh đang cô đơn, cần có người bên cạnh. Anh đừng có bận tâm về tiền bạc, vì anh Vương trả tiền cho em rồi. Hôm nay em sẽ ở đây với anh suốt một đêm. Ông Thành hiểu ra, càng xúc động hơn vì lối chơi đẹp của Lý Quân Vương đối với bạn bè. Thật ra thì ông Vương chơi đẹp với ông Thành là phải, bởi ngoài tình bạn cùng cảnh ngộ già chơi chống bỏi, ông Thành còn là thân chủ lâu năm của ông Vương. Mua nhà, bán nhà, ông Thành đều gọi ông Vương. Đêm nay trả cô gái có 200 để phục vụ ông Thành. Số tiền ấy quá ít so với tiền hoa hồng mà ông hưởng do ông Thành đem lại. Nhưng dù sao đi nữa, ông Vương vẫn là người biết chơi với bạn bè. Ông Thành càng ngạc nhiên hơn là ông Vương tóm được một cô gái đẹp như thế này, sao không giữ lại cho mình mà lại đẩy sang cho ông. Hèn gì trước đây cứ nghe cụ Phát ca tụng, ông Vương hào phóng chia sẻ mọi thứ với bằng hữu, nay ông Thành mới thấy tận mắt. Nhìn cô gái ngồi ung dung trước mặt, ông Thành thốt nhớ lại lần đầu tiên ông đưa Hương vào khách sạn, và lòng chợt dấy lên một niềm đau. Mà cũng chính vì nỗi đau dai dẳng và sâu xa ấy khiến ông không cảm thấy hứng thú chút nào. Dù cô gái rất đẹp, ông dịu dàng bảo. Anh cảm ơn em, nhưng mà anh vừa uống thuốc ngủ xong, em để cho anh nằm một mình bữa khác. Tối mai chẳng hạn, tối mai tối mốt thì em trở lại. Yến nhíu mày phân bua. Nhưng mà đằng nào thì anh Vương anh cũng trả tiền em rồi. Nếu mà anh không muốn em ngủ lại với anh cả đêm á, thì anh cho em ngồi đây đi. Chứ em về ngay bây giờ thì... Cô sợ anh Vương đòi lại tiền hả? Thôi được rồi, thế thì nếu thế thì cô cứ ở lại đây. Yến hài lòng đứng dậy nói. Vâng, anh buồn ngủ thì anh cứ việc ngủ. Hay là thế này, bây giờ em đi tắm, rồi em ra, em sẽ xoa lưng cho anh ngủ. Khi nào anh ngủ rồi thì em đi về. Ông Thành dễ dãi đáp. Ừ, vậy thì cũng được. Yến đi nhanh vào buồng tắm. Lúc trở ra,
cô chỉ quấn có mỗi cái khăn quanh bụng vì cô không mang đồ ngủ. Cô tắt bớt đèn, lên giường, cởi quần áo cho ông Thành, bảo ông nằm sấp để cô ngồi lên lưng ông và bắt đầu xoa nắn hai vai. Ông Thành nhắm mắt lại nhưng không có cảm giác gì, vì cứ nhắm mắt là ông lại nhớ đến Hương hoặc Liễu. Massage một lúc, Yến nhoài người nằm xuống bên ông Thành, đưa bàn tay xoa nhẹ trên thân thể ông và mỉm cười một mình vì thấy ông lạnh lùng như khúc gỗ. Kinh nghiệm cho cô biết, đàn ông cỡ tuổi ông Thành mà gặp được những cô gái trẻ như Yến thì bao giờ cũng cuồng nhiệt như nước vỡ bờ. Chả hiểu tại sao ông Thành lại hờ hững như thế này. Chắc hẳn đầu óc ông phải vướng bận chuyện đau buồn lắm mới quên cả bàn tay phụ nữ luồn lách trên người ông. Cô nghiêng đầu hôn lên má ông và dịu dàng bảo: Anh mệt thì cứ ngủ đi, em chờ anh ngủ rồi em về. Ông Thành im lặng gật đầu. Ông nằm ngửa, Yến nằm nghiêng co một chân gác lên bụng ông. Ông Thành nhẹ nhàng xoay người úp mặt vào ngực Yến. Yến ôm đầu ông, ghì vào sát hơn. Mùi nước hoa quen thuộc toát ra, làm ông lại càng nhớ đến Hương. Nhớ lời ông Vương dặn, Yến dịu dàng hỏi: Anh có chuyện buồn phải không? Anh Vương bảo em thế. Anh có muốn kể cho em nghe không? Anh cứ kể hết đi, anh sẽ đỡ buồn nhiều. Em nằm đây nè. Anh nói đi, anh nói cả đêm em cũng nghe nữa. Câu hỏi của Yến làm ông Thành ứa nước mắt. Từ lúc Yến vào nằm bên ông, vuốt ve ông, đã gần tiếng đồng hồ rồi mà ông vẫn hứng hở không chú ý đến Yến. Bởi Yến chỉ là một cô gái giang hồ kiếm sống bằng nghề chiêu đãi đàn ông, mà không may đêm nay cô đến với ông không đúng lúc. Mãi đến bây giờ ông mới giật mình nhận ra, từ lối nói tha thiết cho đến cử chỉ ân cần của Yến đều giống hệt như Hương ngày ông mới gặp. Hóa ra tất cả những ngón nghề cao cấp ấy đều chỉ là nghệ thuật hấp hồn đàn ông để lợi dụng. Ông không trách Yến vì đó là sinh kế của Yến, nhưng ông giận mình là đã u tối không thấy được thủ đoạn từng mềm trói chặt của Hương. Ông sửng sốt tự hỏi, hay là chính Hương trước khi quen ông cũng đã từng làm nghề rước khách như Yến. Ý nghĩ ấy làm ông rùng mình nổi da gà vì xấu hổ. Rốt cuộc thì chỉ có Liễu mới thật sự là người đứng đắn, đáng ca ngợi, vì dù nghèo đến đâu cũng không để cho vật chất lôi cuốn. Yến lại âu yếm bảo: Anh uống nước không? Hay là em lấy nước cho anh uống nha. Thôi đừng có buồn nữa, chuyện gì rồi nó cũng qua hết á. Anh buồn quá rồi anh sinh bệnh á. Ông Thành não nuột nói: Anh buồn lắm, thế thái nhân tình đáng sợ. Nhưng mà thôi, anh mệt lắm, anh không muốn nói chuyện. Yến lùa tay vào mái tóc thưa thớt của ông và tiếp: Vâng, thế thì anh ngủ đi. Ngủ được một giấc á, anh sẽ quên hết chuyện buồn à. Bây giờ thì em chào anh trước, vì lát nữa anh ngủ á, em xin phép anh em đi. Anh cho em về sớm, em cảm ơn anh nhiều lắm, vì sáng mai em phải đi làm. Ông Thành ngạc nhiên mở mắt hỏi: Em cũng đi làm à? Thế em làm gì? Em làm ở ngân hàng, lương không có đủ sống, mà nhà lại đông em lắm, thành ra thỉnh thoảng em cũng phải phải nghiệp dư một đêm phụ giúp gia đình ấy mà. Chuyện của em nó cũng buồn lắm, không thua gì anh đâu. Ông Thành tỏ vẻ ngờ vực: Em làm ngân hàng à? Vâng, thì anh Vương quen em tại ngân hàng em làm á. Hôm đó anh Vương ghé đổi tiền, rồi hỏi chuyện em, xin số di động của em. Từ đó mỗi lần về anh đều gọi em hết. Em thì em học kinh tế xong có việc ngay, nhưng mà lương ít quá. Nghe Yến kể, ông Thành bắt đầu có thiện cảm với Yến và càng căm phẫn Hương, vì như vậy thì Hương quá may mắn mà lại phản bội ông. Ông nắm chặt bàn tay, mím môi để khỏi bật thành tiếng chửi. Chung quanh ông, trong cái xã hội nhân mãn này, biết bao nhiêu cô gái thiếu may mắn như Yến, cố công ăn học mà rồi vẫn nghèo đói. Ở nông thôn lại càng thê thảm hơn, vì đã túng thiếu, lại thêm nạn cường hào ác bá. Một lần, ông Thành nghe ông Vương kể, có bà mẹ đến gặp riêng ông, nhờ ông mai mối để bán đứa con gái 18 tuổi
lấy tiền cứu đói nhất thời cho cả nhà. Hương chỉ là một con bé thợ may, quá may mắn gặp được ông mà không biết điều. Ông đặt bàn tay lên bờ vai trần mịn màng của Yến và ưu tư hỏi: Em vừa đẹp vừa học giỏi, lại có nghề nghiệp vững vàng, sao không kiếm một người chồng tử tế cùng gây dựng gia đình? Anh ơi, vợ chồng nó cũng là duyên số. Em cũng gặp một người con nhà giàu rồi trình độ văn hóa cao, em yêu anh ấy lắm. Đang tính chuyện tiến hành đám cưới thì anh ấy đi du lịch sang Canada. Em chờ mãi chả thấy anh ấy về. Hóa ra là anh ấy gặp một cô nào ở bên đó rồi làm hôn thú ở lại luôn. Ông Thành bùi ngồi nằm im một lúc khá lâu, sực nhớ ra, ông nhẹ nhàng ngồi dậy. Ông vớ cái quần pyjama mặc vào vì biết thân thể mình lúc cởi chuồng coi không được mỹ thuật lắm. Yến cũng nhẹ nhàng ngồi lên theo và đưa mắt nhìn đồng hồ đặt ở đầu giường. Ông Thành tiến lại bàn, cầm cái bao đựng chuỗi bạch ngọc, mang lại ngồi xuống bên Yến, mở bao ra và bảo: Em đưa tay đây, đeo thử cái này xem có vừa không. Yến chố mắt nhìn thèm khát. Chuỗi ngọc trắng nổi bật quanh cổ tay tròn của cô, nhất là sợi chỉ nâu to bản, càng làm những viên bạch ngọc rực rỡ hơn. Cô buột miệng kêu lên: Đẹp quá anh ơi, anh mua bên Mỹ hả anh? Đẹp thì là tại cánh tay em đẹp. Yến cười sung sướng và hỏi thêm: Trời ơi, chắc là nó đắt lắm phải không anh? Hàng xịn phải không? Ông Thành lôi tờ biên nhận còn nằm trong bao mở ra và nói: Thường thôi, 1.245 đô Mỹ tính cả thuế. Trời ơi, mười mấy triệu bạc mà anh bảo là thường. Vừa nói, Yến vừa điều chỉnh sợi dây trên cổ tay cô, đồng thời giơ cao lên giữa ánh đèn. Ông Thành bảo: Anh tặng em đấy. Yến lặng người nhìn ông Thành, rồi trong khoảnh khắc cô đứng dậy ôm choàng lấy ông và xúc động nói: Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh nhiều lắm, em không ngờ là có ngày hôm nay. Ông Thành mỉm cười bao dung: Thôi, em mặc quần áo rồi về. Em đẹp lắm, nhưng anh xin lỗi, tối nay anh có chuyện buồn cần nằm một mình. Nếu còn ở đây thì thể nào anh cũng gặp tại em. Yến vô cùng mừng rỡ. Nhiệm vụ của cô theo lời ông Vương dặn lúc cô nhận tiền là tận tình phục vụ ông Thành để giúp ông khuây khỏa qua đêm. Vậy mà cô không phải làm gì cả, thủ lao đã cao, còn được món quà bất ngờ và được cho về sớm. Yến chớp mắt cảm động bảo ông Thành một lần nữa: Cảm ơn anh. Thôi, em xin phép anh em về. Em chúc anh ngủ ngon. Vừa nói, cô vừa mặc vội quần áo vào, như sợ ông Thành đổi ý đòi lại sâu chuối. Ông Thành tiễn Yến ra cửa, cô hôn lên má ông rồi đi nhanh xuống sân. Khu sân nhỏ vắng lặng, chẳng còn ai qua lại vì có lẽ đã quá nửa đêm. Gió khuya thổi dịu mát. Ông Thành đứng trên hành lang, nhìn theo bóng Yến bước vội vã ra đường. Lòng ông cảm thấy một chút thanh thản nhẹ nhàng, vì đã lâu lắm ông mới lại làm được một việc từ thiện, là tặng sâu chuỗi bạch ngọc trị giá hơn 1.000 đô cho cô gái giang hồ.